Các em có thấy cái màn hình trình chiếu của thầy chưa? Dạ thấy rồi thầy. Thấy chưa các em? Dạ thấy rồi thầy. Thì một số luật phân phối xác suất thông dụng. Trước tiên là tao nghiên cứu về cái phân phối Bernoulli. Thì biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Bernoulli với tham số B. Ở đây mình ký hiệu là BB ha. BB X dấu ngã với cái chữ BB đó. Thì thầy lưu ý thêm là trong cái tài liệu của thầy điền đó là thầy còn ký hiệu là X thuộc ha. Chữ X thuộc BB này. Một trong hai ký hiệu này đều thì nhận hết. Rồi, chủ yếu là thầy dùng ký hiệu này ha. Tức là mình đọc là gì? Cái này đọc là X có phân phối Bernoulli với tham số B. Thấy không? À, cái em thầm đọc vào giùm thầy cái này là X có phân phối Bernoulli với tham số B. Thấy không? Miền giá trị của biến ngẫu nhiên này nó gồm có hai giá trị là 0 và 1. Và xác suất X bằng 1 là bằng B, còn xác suất X bằng 0 là 1 trừ B. Thì kỳ vọng của x là b, còn cái phương sai của nó là b nhân 1 trừ b, mà 1 trừ b mình ký hiệu bằng chữ q đó, mình ký hiệu bằng chữ q đó, thấy không? Thì b nhân 1 trừ b và độ lệch chuẩn là căn bậc 2 của bq, thấy không? Bây giờ thầy đặt ra một cái câu hỏi là cái bảng phân phối xác suất của cái biến ngẫu nhiên Bernoulli như thế nào, biến ngẫu nhiên X có phân phối Bernoulli như thế nào. Tức là ở đây mình có hai giá trị thôi, không X nó có nhận hai giá trị là 0 và 1 thôi. Đấy. Thì cái xác suất X lớn bằng X nhỏ nó bằng bao nhiêu, chỗ này là bằng bao nhiêu và chỗ này bằng bao nhiêu. Rồi, bạn nào trả lời được thầy coi. Lê Thị Xuân Mai. Dạ. Dạ thầy, chỗ không là bằng V, còn chỗ 1 là bằng B. Chỗ không rồi sao bằng quy, giải thích cho thầy nghe coi chỗ này là sao bằng quy. Dạ tại Quy là cái gì? Chỗ này là tại một là bằng một b là đúng rồi không? Chỗ một là b là đúng rồi, còn quy là bằng cái V gì của cũng bằng b? một chữ V luôn thầy ơi. Bằng một trừ b không? Bằng một trừ b, chỗ này là một trừ b đúng Dạ. không? Rồi, chỗ này là b. B có nghĩa là x bằng 1, có nghĩa là nó thành công nhé. Thấy chưa? X bằng 1 là thành công. X bằng 1 là thành công. Và x bằng 0 là bằng B, tức là bằng 1 trừ 1 bằng Q 1 trừ B. Đấy. Thì bây giờ từ cái bảng phân phối này mình tính cái kỳ vọng ra. Thì em nhớ cho thầy là tính kỳ vọng là mình làm sao đây? Xuân Mai nói lại cho thầy nghe coi. Lấy cái Dạ gì nhân lấy cái gì? không nhân cho 1 trừ b, À, 1 trừ nhân B. cho 1 nhân cho b. À, 1 nhân cho B. Thì cái này ra nhiêu? Dạ hay là b. À, B. Đây, đây là cho nên thấy cái kỳ vọng đó là B này, thấy chưa? Đó. Rồi, tiếp tục ha. Còn cái phương sai thì tính sao em? Phương sai, cái công thức của phương sai nhớ lại cho thầy coi. DX nó bằng cái gì? Dạ không bình nhân cho 1 trừ b. Công thức trước, con dùng ghi công thức trước, công thức theo theo cái tính chất của kỳ vọng đó. Phương sai tính theo cái tính chất kỳ vọng, tính theo cái định nghĩa phương sai thì nó hơi lâu phải không? Đấy.
là kỳ vọng của chị, bằng kỳ vọng của chị trừ cho kỳ kỳ nhé, kỳ vọng cái kỳ vọng bình trừ cho kỳ vọng của ít bình đúng chưa, kỳ vọng ít bình trừ cho kỳ vọng bình phương. kỳ vọng của ít bình phương rồi như thế này, nhưng mà kỳ vọng của ít bình phương thì mình làm sao nhớ không, kỳ vọng của ít bình phương thì mình sẽ lấy giá trị của ít này bình phương lên nè, mình nhân cho xác suất của nó đúng không, thì chỗ này là kỳ vọng của ít bình phương, tức là mình sẽ có không bình phương nhân cho cái gì em, một trừ b rồi cộng cho một bình phương nhân cho b. Đấy, còn trừ cái e x này là e x này nó bằng b nè, e x này bằng b thì mình trừ cho e x bình phương, tức là trừ cho b bình phương thấy không, thì chỗ này không, chỗ này là không rồi nè, rồi chỗ này là b gì thì nó ra là b trừ cho b bình đúng chưa, và em đem b là thử chung thì nó còn b nhân một trừ b. Đấy, cho nên là cái phương sai nó là theo công thức này thấy chưa, phương sai nó được chưa, vậy thì cái phân phối Bernoulli là như thế ha, và mình dùng cái phân phối Bernoulli này mình tổng quát lên thành một cái phân phối được gọi là phân phối nhị thức kia, tức là một cái biến ngẫu nhiên mà nó có miền miền giá trị như thế này, miền giá trị từ không đến n, từ không đến n, từ không đến n, và cái xác suất x bằng k nó tính theo công thức là cnk CKN phải không, nhân B mũ K nhân 1 trừ B mũ N trừ K, với K chạy từ 0 đến N. Đấy, thì nếu mà cái xác suất như thế này thì cái biến ngẫu nhiên đó nó gọi là có phân phối nhị thức, nhị thức đấy, tiếng Anh nó gọi là Binomial Distribution, Bino là nhị thức đấy, và nó sẽ ký hiệu là như thế này, cái chữ B này là cái nó chính là cái chữ Bino đó. Đấy, tham số NB không? Thì nó có một cái tính chất là thế này. Tính chất là nếu như là x1 x2 đến xn, tất cả những cái biến này nó đều có phân phối Bernoulli hết với tham số B hết. Và nó độc lập với nhau nữa, độc lập với nhau. Tức là các biến ngẫu nhiên này nó độc lập với nhau và cùng có phân phối Bernoulli hết, thì khi ra mình lấy cái x1 mà cộng tới x2 cộng chấm 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 cộng tới xn thì cái thằng này nó sẽ có phân phối nhị thức với tham số NB. Đấy. Đấy. Thì nó có một cái tính chất như thế này. Cho nên là cái phân phối nhị thức chính là tổng của n biến ngẫu nhiên độc lập mà nó có luật phân phối Bernoulli. Thấy không? Luật phân phối Bernoulli. Đó. Về mặt thực tế thì biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức này đó là nó thể hiện cái gì, thể hiện cái gì, chẳng hạn như trong cái kho hàng của em là nó có rất nhiều sản phẩm và tỷ lệ phế phẩm đó là B, bây giờ em từ cái kho hàng đó em lấy ngẫu nhiên ra n sản phẩm, n nhỏ và em gọi x là số phế phẩm trong n sản phẩm lấy ra, thì số phế phẩm đó có thể là 0, 1, 2, 3 nhân dân đến n, và cái xác suất nó có k đúng k phế phẩm là theo công thức này. Đấy. Như vậy thì trong thực tế của mình đó là cái mô hình thực tế của mình đó là chính là cái mô hình lấy phế phẩm ở trong cái kho hàng mà có rất nhiều sản phẩm với tỷ lệ phế phẩm là b, b này nè, b phở này, thấy không? Đấy. Đấy thì như vậy thì biến ngẫu nhiên mà nó có phân phối nhị thức á, tham số NB như thế này đó, thì cái kỳ vọng của nó, cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên là bằng N nhân B luôn. Đấy, tại vì lúc nãy mình nói là cái biến ngẫu nhiên này đó là nó chính là tổng của N biến ngẫu nhiên của phân phối Bernoulli mà. X1 nó có cái kỳ vọng là B, X2 có cái kỳ vọng là B, rồi X1 với X2 nhân dân N mà cộng lại thì kỳ vọng nó là N nhân B. Thì cái này cái tính chất của kỳ vọng phương sai, mình sẽ suy ra được cái kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên của phân phối nhị thức, và tương tự như vậy thì mình được cái độ lệch chuẩn và cái mod. Thì em lưu ý là cái mod của x này đó chính là cái gì, nó chính là cái số lần thành công nhiều khả năng nhất trong cái quá trình Bernoulli,
Ở chương 1 thì mình chưa nói quá trình Bernoulli. Thì thực chất cái quá trình Bernoulli, số lần thành công trong quá trình Bernoulli nó chính là cái giá trị của biến ngẫu nhiên x của phân phối nhị thức. Thấy không? Đấy. Thì ở đây mình lấy một cái ví dụ như thế này. Đó. Bây giờ mình đem ấp 8 cái trứng gà và xác suất để một trứng nở ra gà con là 0,7. Bây giờ mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số trứng nở mà trong 8 trứng đem ấp. Thì khi đó nó sẽ ra 9 cái khả năng. Đúng không? 9 cái khả năng là cái gì? Không có trứng nào nở hết. À, có một trứng nở, hoặc là có hai trứng nở, hoặc là có ba trứng nở, đúng không, nhân dân, hoặc là cả 8 trứng đều nở. Đó. Thì bây giờ xác suất mà nó có không trứng nở là nó cái xác suất nó 1/10.000, thấy không? Có nghĩa là điều này có nghĩa là trong rất nhiều trường hợp, phải không? Chẳng hạn như em đi em làm cái thí nghiệm này là 10.000 lần thì khả năng nó chỉ có một lần là nó có không chứng nợ, không có chứng nào nợ, thấy không? Ý là như thế. Đấy. Mình nói khả năng thôi, tại vì nó tính xác suất mà, đúng không? Đấy. Đấy. Thì còn cái này thì tính như thế nào? Bây giờ em nhập cái công thức vô cho thầy nè, em lấy máy tính ra em nhập công thức vô, em tính mấy cái bảng này lại cho thầy nè, thấy không? Thì cái công thức của mình ở đây là tham số n của mình bằng 8 nè. Em ghi ra n bằng 8 nè. Không, n bằng 8. Rồi b bằng 0,7. Đó. Mình nhập cái công thức mình vô. Đây. Thì trong máy tính của mình đó là cái công thức lúc nãy của mình là gì? Đảo lại đây. Công thức này là CKN nhân B mũ K, thấy không? Nhân 1 trừ B mũ N trừ K. Được chưa? CKN nhân B mũ K nhân 1 trừ B mũ N trừ K. Được chưa? Đấy, bây giờ em nhập cái công thức vô em làm lại cho mình. Đây. CKN nào bằng 8 không? Vậy mình bấm số 8 trước. Rồi xếp, chú chia. Chữ K thì mình thay bằng chữ X. Rồi nhân cho 0,7. 0,7 mũ k tức là mũ x rồi nhân cho 1 trừ b tức là 0,3, b là 0,7 thì 1 trừ b là 0,3, mũ n trừ k tức là 8 trừ x. Đấy, bây giờ mình sẽ khôn x bằng 0. Đấy. X bằng 0 thì nó sẽ ra là 0,0001. Bây giờ mình khôn x bằng 1 nè. 0,00012. À, rồi kho nít bằng 2. À, thì nó ra 0,1. Đấy, là em tính tới cái giá trị số 8 này. Được chưa? Đây tính toán thế này. Giờ mình kho thử cái số 6 rồi. Đấy, thì nó là 2,02965. Đấy thì em quan sát cái bảng này. Em quan sát cái bảng này thì em thấy điều gì? Đây là số trứng nở trung bình là EX bằng NB, N là 8, B là 0,7 là 5,6. Tức là cứ mình đem ấp nhiều lần, cứ 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 mỗi mỗi lần ấp 8 trứng như vậy thì cứ trung bình mỗi lần ấp thì nó nở 5,6 trứng. 5,6 trứng chứ phải từ 5 đến 6 trứng nghe, tôi đọc. Đây. Còn cái phương sai của nó là 1,68 thôi. Rồi độ lệch chuẩn của nó là căn bậc 2 của B nhân Q nhân N nữa. Thì lấy cái căn bậc 2 của cái số trên đây này ra được cái số này. Còn cái mod của nó là mình sẽ lấy N cộng 1 nhân B lấy phần nguyên. Thấy không? Cái này là phần nguyên, cái này đọc là phần nguyên nghe. Dấu ngoặc vuông này là không phải là dấu ngoặc để mà ưu tiên tính toán mà nó là dấu ngoặc chỉ phần nguyên. Thấy không? Đấy. Thì đây là 6,3 thì phần nguyên đó là sao? Và thông thường cái bài này nó sẽ kêu là tính xác suất tương ứng, không? Đấy. Thì ở đây là cái biểu đồ
của hàm khối xác suất. Thì hôm trước là khi mình học đó, thì cái hàm khối xác suất mình còn gọi là hàm mật độ rời rạc đó em, không thì tại những cái giá trị của x thì nó nhận bằng cái xác suất BI luôn phải không? Đấy. Còn chỗ khác đó thì nó bằng không. Thì mình thấy là trên cái đồ thị này á, thì tại x bằng x nhận giá trị bằng 6 thì nó là cao nhất nè, thấy không? Cho nên có nghĩa là ở đây là mod x là bằng 6, mod x là bằng 6. Đấy, thì một cái ví dụ số 2, một bạn đọc cho thầy ví dụ số 2 thôi. Lê Thị Diễm Quỳnh, Diễm Quỳnh có mặt không? Phải Diễm Quỳnh không? Lấy ra coi kỹ cái tên này. Lê Thị Diễm Quỳnh đúng rồi nè. Sao kêu nó không lên tiếng vậy? Hả? Thầy ơi, thầy thầy Cảm nhận nói thầy nghe cái coi. Cái làm sao? hôm thầy quay lại cái ví dụ á thầy, tại cái ví dụ á cái mà control không với một á, em con nó không có ra được là không phẩy không mười không một không không không, nó Gì? ra là số mũ âm luôn á thầy. Số mũ âm là sao? Là em con nó ra một số dạng là Em không học có bằng máy tính phẩy hay là điện không phẩy. thoại? Dạ máy tính. Nhưng mà em có xài cái máy tính chơi cái máy tính nhỏ ra lên trên máy tính lớn không? Hay là em xài máy tính Không, riêng em ở xài máy ngoài? tính ở ngoài ấy. Vậy Em xài ở hả? ngoài là 580. Vậy hả? Vậy là con Dạ. nó ra là cái đó là do chế độ mình cài đặt thôi. Không. Cài đặt kỹ thuật á. Thầy ơi, rồi ví dụ mà mình ghi cái số giống như cái máy được không thầy? Được có sao đâu, nó là ký hiệu kỹ thuật thôi mà. Không. Đây nếu mà cái máy mình cài đặt đó là ship ship mod phải không? Định dạng kỹ thuật ký hiệu kỹ thuật số 4 không? Một rồi mở để thầy bấm thử coi. Không cái này ký hiệu kỹ thuật này không không đúng rồi, để coi lại hình như là không phải ký hiệu kỹ thuật mà định dạng số à, định dạng số em vô ship lên setup nè, định dạng số rồi số 3 nè. Đó, thì định dạng số theo kiểu a nhân 10 mũ n phải không, còn số 2 phải không? Chọn cái gì đây? A nhân 10 mũ n rồi chọn số 3 thôi, sao nó ra dạng 10 mũ 1, 10 mũ trừ 1, cái này là 2,96 nhân 10 mũ trừ 1 phải không, tức là 0,296 nữa. Bây giờ mình coi thử số 2 nữa thôi, 1 nhân 10 mũ trừ 2 phải gì không? Không thầy, lúc đầu á em con là cho không với một rồi nó ra một số khác không có giống với đáp án của thầy luôn, nhưng mà con cho hai thì nó y gan đáp án của thầy á. Hả? Đây coi với một nè Dạ phải không? Thấy ra kết quả gì chưa em, không thầy nó ra khác thầy rồi đó. không? Khác trời. Của em con thì em ra giống với thầy á thầy, cái nó chấm Bây giờ ngang bấm 6 với một sai thì vậy nó đó. ra. Là 6,56 nhân 10 mũ trừ 5. Nhưng mà nếu mà làm tròn 4 chỉ số thập phân sau dấu phẩy á, thì nó là cái nếu mà làm tròn lên á, thì cái này nó lên hơn 5 là nó bổ qua đây nó thành thành 6 không? Thành 7. 7, nhưng mà nếu mà làm tròn 4 chỉ số thì cái số này tới số số 7 số 6 rồi nè. Thì nó sẽ làm tròn thêm một cái đơn vị, nó đáng lẽ là 0,6 không? Làm tròn. Đang 6 thì làm tròn lên 10. Đấy. 10 nhân vô 10 mũ trừ 5 tức là 0,0001. Vậy chừng nữa tụi em bấm cái số gì luôn được này chứ Đây nhìn đây chóng đây định mặt quá dạng kỹ à. thuật nè. Vô đây em chọn cái chỗ viết số theo kiểu bình thường ở số 3 đó. Chọn một đi coi nó bằng không, chẳng như thế này phải không, hình như là thầy nhớ hình như định dạng số 2 phải, số 3 2 Biết thầy ơi. hả? Số 2 á thầy. À, số 2 là định dạng bình thường phải không, đây là định dạng bình Em thường nghe rồi nè thầy. phải vậy không? Dạ phải. Nhưng mà cái này nếu mà em làm tròn 4 chỉ số á, thì cái này nó 6 là nó cộng dồn 1 vô đây đúng không,
Đó, nếu như này làm tròn là làm tròn là mình bấm theo kiểu này nè, ba tức là làm tròn là chữ fit đó, thấy không, là số 1 đó, em làm tròn bốn chữ số này thì nó ra thế này, đúng không? Đó là lý do là máy có thể làm tròn sẵn rồi, em hiểu chưa? Rồi đó, đây đây là mình nói về cái phân phối nhị thức các em, phân phối nhị thức. Còn cái phân phối Bernoulli là nó chính là phân phối nhị thức với nào bằng mạo thôi, đúng không? Đấy. Mà mình hiểu ngầm như thế. Ở đây là một cái đề thi trắc nghiệm 10 câu hỏi, giống như là cái câu hỏi mà thầy cho trong mấy bài trắc nghiệm hàng tuần của em vậy đó. Ví dụ như một bạn mà không có học bài gì hết, không có biết gì hết, bây giờ đến vô đánh ngẫu nhiên thì xác suất bạn đó được 5 điểm trở lên là nhiều, hoặc là 6 điểm trở lên là nhiều. Đây em thấy thì xác suất bạn được 5 điểm 6 điểm trở lên là, từ 6 điểm trở lên là rất là thấp, đúng không? Cho nên hầu như là không có ai mà không học hành gì cả mà tự nhiên vô ngẫu nhiên đánh thí vô, đánh ngẫu nhiên đáp án vô thì nó được điểm cao, phải không? Đấy, thì cái xác suất đạt điểm cao từ 6 điểm trở lên nó rất là thấp rồi. Còn xác suất mà nó từ 5 điểm trở xuống là nó rất là cao, phải không? Xác suất từ 5 điểm trở xuống rồi, không từ 4 điểm chứ, nhỏ hơn 5, không, xác suất nhỏ hơn 5 điểm này là nó tới 92%, phải không? Đấy, cho nên là cái đề kiểm tra của mình là tin cậy, tức là cho mấy bạn mà không biết gì hết thì vô đánh thí vô thì không khả năng đạt điểm cao đâu. À, đừng cứ tưởng là nó dễ quá, học thầy ăn dễ quá, vô chỉ cần đánh trắc nghiệm được lên 10 điểm 9 điểm này kia là qua môn rồi, không phải vậy, em phải học mới được, phải không? Đấy. Rồi bây giờ ví dụ này một bạn đọc lại giùm thầy coi, đọc cái đề thôi rồi cái em tự làm lại giùm thầy ha, không như cảm nhận đọc giùm thầy luôn đi. Dạ thưa thầy, ví dụ hai một đề trắc nghiệm có 10 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có một phương án đúng. Một sinh viên không học bài và làm bài cách chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời trong 4 phương án của mỗi câu, gọi ít là biến ngẫu nhiên chỉ số câu trả lời đúng của sinh viên đó. Rõ ràng ít Có phân phối gì, cái này đọc sao, cụm từ này đọc sao, là ít dạ có phân thưa phối vậy nè, đọc nè, đọc theo thầy nè, ít có phân phối nhị thức, ít ít có phân có phối phân nhị phối thức nhị thức. với tham số n bằng 10, tham Dạ số n bằng b là 10 b bằng 0,25. Đọc lại coi. ít có phân phối nhị thức b bằng 10 và y N bằng 10. n bằng 10 hai bằng 0,25. Ờ, đó, vậy được rồi đó, ha. Mấy cái phần dưới đây là em tự lấy máy tính bấm kiểm tra lại như này, ha. Bấm máy tính kiểm tra lại. Đó, với lại là trong tài liệu của mình đó. Tài liệu đâu rồi? Tài liệu chương 3. Rồi xem là cái tài liệu chương 3, cái phần định nghĩa phân phối nhị thức với mấy cái ví dụ đó. Xem lại giùm thầy có chỗ nào không hiểu thì trao đổi với thầy, ha. Đây ví dụ cho nghe, chẳng qua là ví dụ rất là ít à, thôi vậy thêm chi tiết thêm thầy cho ví dụ trong sách đây này à. Cái mod này, công thức này á, thì nó không có thuận tiện bằng công thức của thầy nha. Mod này trong cái tài liệu của chúng ta đang học đó thì nó không có thuận tiện, thì em cứ ghi cái mod là bằng cái gì, mod x nó bằng phần nguyên của n cộng 1 nhân cho b. Đấy, công thức này nó dễ như dễ hiểu, dễ làm hơn à. Còn chỗ này là nó để là n cộng cộng 1 nhân b trừ 1, hoặc là n cộng 1 nhân b, thì cái này chỉ chừng nào cái số này nó là nguyên nó mới được em, thấy không? Chừng nào cái số này là nguyên mới được, nhiều khi cái số này nó không nguyên. Thì sao không nguyên không, ví dụ như nó ba phẩy mấy thì cái mod của nó là số nguyên nghe chưa, còn cái kỳ vọng của nó là có thể là không nguyên nha, cái số này có thể không nguyên à, có thể là không nguyên, cái này nó có thể không nguyên. Rồi bây giờ tìm hiểu lấy máy tính là bấm lại cái ví dụ này giùm thầy đi, ví dụ này nè, ví dụ số 2 nè, thấy không? Rồi là mình sẽ nghiên cứu tiếp, rồi bấm kiểm tra lại giùm thầy ba cái ý này giùm thầy coi.
ba cái ý nè, ba cái số này. Lát thầy hỏi coi bấm được không ha, bấm được thì tính tiếp. Rồi chúng ta tính ra chưa? Dạ rồi, thầy ơi em lại khác thầy nữa rồi. Bấm làm sao mà khác? Ở trên cái B của x bằng 5 á là em bấm làm sao cũng ra là 0,148 Sai ngay chỗ 0,57 thầy ơi. Có thầy bấm 0,57 hả? 0,45 Vậy là thầy sai rồi đó. Thầy sai hả? Đúng rồi. Dạ kết quả của thầy thì đúng nhưng mà cái chỗ 0,57 thì thầy phải chỉnh lại 0,75 thì nó mới ra được kết quả như vậy thầy. Thầy bấm đúng rồi, tại thầy ghi vô sai thôi, thầy ghi cái chỗ này sai thôi, thì gầy bẫy vậy thôi. Là C15 đúng không? Hay phải bấm gì hả? Về nhân cho mấy? 0,25 nè. Đúng rồi. Mũ mũ 5. Rồi nhân cho 0,75 phải không? Chứ không phải 0,57 không? 0,75 tức là 1 trừ 0,25 là 0,75 anh em. Không phải 0,57 đâu.
mũ 5 luôn nè. Đó. Thì ra kết quả này đấy. Kết quả này ha, 0,0584. Cho nên là chỗ này là sửa lại là hiểu là thầy ghi sai thì thầy nói thầy ghi sai thôi. Có gì em ha, thì ghi sai thì em cứ mạnh dạn nói thầy sai, không sao hết. Tự nhiên đây không rồi lúc mà đã rồi cái phần dưới em bấm được không, bấm chỗ này nè, xét sức ít nhỏ năm Dạ bấm được. thôi. Là mình bấm theo kiểu mình dùng cái tổng ở trong máy tính, cái game tổng này nè, có sử dụng không, sử dụng cái tổng nè. Biết. À, biết sử dụng Biết. ha, rồi được rồi, đi biết là tốt rồi, đứa nào không biết thì trao đổi với bạn ha. Rồi bây giờ tới phân phối siêu bội là cái này nó cũng quen thuộc với game rồi em, phân phối siêu bội nè, đọc là biến ngẫu nhiên ít được gọi là có phân phối siêu bội, nó còn gọi là siêu hình học đó, siêu hình học thì trong Excel nó dùng. À, nó thì ghi cái chữ trong Excel, trong Excel nó tên là như thế này, Excel cái phân phối siêu bội này nó ghi thành cái chữ này, bấm vô bằng vô rồi bấm chữ 2, chữ 2 bô, 2 bô là siêu đó. Đây là nó chữ này nè, chữ 2, chữ 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 2, chữ H vô, chữ H vô đây. Không, nó cái chữ là 2 geom, geom tức là hình học đó, trong tiếng Anh thì geom. Còn chữ distribution này thì là distribution là cái phân phối ấy, không đấy, thì trong Excel nó có cái hàm này, bỏ chữ H ở sau này. Đấy. Là em thấy khi mà mình chiếu to lên thì nó thì coi nó thấy không, chỉ chiếu to là được. Chữ này thì trong Excel nó gọi là phân phối siêu hình học đó. Chữ geom, geom trong tiếng Anh là nó geometry á, geometry là trong tiếng Anh nó là chữ hình học, vậy là siêu hình học á, nó có chữ pa hai chứ, tức là chữ 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 a y b đó, là chữ hai đó là siêu đó, như là hyperlink là siêu liên kết đó. Vậy thì cái này là biến ngẫu nhiên có phân phối siêu bội hay gọi là siêu hình học ha, nó có ba tham số là n lớn, t với n nhỏ, t n lớn, t n nhỏ ha. Và ở đây mình sẽ ký hiệu là gì, chữ h là chữ hypogeometric nè, còn cái chữ n đó là chữ nt n nhỏ. Ở trong cái tài liệu để thầy coi, trong trong tài liệu này thì mình, trong tài liệu xác suất thống kê kinh tế thì phân phối này mình sẽ ghi là nó cũng là chữ H luôn em, đúng không, chữ H luôn. N T thì ghi NA, đúng không, em phân biệt không, thì trong cái bài giảng của thầy chỗ này thì ghi chữ T lớn nè, chữ này là trong tài liệu này viết thành NA không. NA có nghĩa là những số phần tử mà nó có tính chất A đó, số phần tử nó có tính chất A, có nghĩa là khi mà ở trong cái kho hàng của em nó có n lớn sản phẩm, thấy không, n lớn sản phẩm, n lớn sản phẩm nè, và trong đó nó có na sản phẩm là có tính chất A, hay là gọi là na sản phẩm là loại A đó chẳng hạn, thấy không, na sản phẩm loại A. Bây giờ mình lấy ra n nhỏ sản phẩm, bây giờ mình gọi ít là số sản phẩm loại A trong n nhỏ sản phẩm lấy ra thì ít nó sẽ có phân phối siêu hình học, thấy không? Đấy. Thì ở đây thì thầy ghi là T, thì ý đồ với cách ghi thì chữ T này có nghĩa là tốt chẳng hạn, đấy, thì hoặc là thành công cũng được.
Thì có nghĩa là trong cái kho hàng của mình đó là nó có N, N sản phẩm, N lớn sản phẩm. Và trong đó nó có T sản phẩm tốt. Phải không? Bây giờ mình lấy ra N nhỏ sản phẩm. N nhỏ sản phẩm mình lấy ra. Và gọi X là số sản phẩm tốt trong N nhỏ sản phẩm lấy ra. Thì X này nó gọi là có phân phối siêu bội hay gọi là siêu hình học. Và cái miền giá trị của nó như thế này cơ. Miền giá trị của nó đi từ, có khi đi từ không hoặc có khi là cái số lớn không nha. Nếu như N lớn, N nhỏ cộng T trừ N lớn mà nó lớn hơn không á, thì cái miền giá trị nó đi từ cái số này nè. Thấy không? Đó. Đến min của N nhỏ và T. Nếu N nhỏ em lấy ít hơn T thì cái ít này nó nhận giá trị tới N nhỏ thôi. Còn nếu mà N nhỏ mà em lấy nhiều hơn T thì là cái min cái nó tới T thôi. À, giống như một cái bài toán là bây giờ mình có 8 người. Có 8 người. 5 nam 3 nữ. Mà ứng tuyển vô một công ty. Một công ty mà công ty này nó chọn 4 người. Chọn 4 người thôi. 4 người, không? Ứng tuyển vô công ty và công ty này nó chỉ chọn 4 người thôi. Vậy thì 4 người này bây giờ em chọn trong 4 người này, em gọi ít là số người nữ trong 4 người được chọn. Thấy không? Rồi ít là số người nữ trong 4 người được chọn. Rồi số nữ trong 4 người được chọn. Thì số nữ có thể bằng bao nhiêu? Từ đâu tới đâu? Ai nói cho thầy biết thôi. Rồi. Hoàng Uyên có bằng không? Rồi, Hoàng Uyên rồi. Chiếu hình lớn mà nghe không? Hoàng Uyên có mới có mít hư à? Rồi, mít bị hư luôn. Hư mít thì có bị hư cam không? Thôi bạn Lê Kỳ Duyên đi, Lê Kỳ Duyên có mặt không? Rồi, Lê Kỳ Duyên không tiêu. Dạ có. Dạ. Bây giờ em xem cái bài này thì viết lên bảng nè. Bây giờ có 8 người gồm 5 nam 3 nữ ứng tuyển vào một công ty, và công ty này nó chọn 4 người đó. Sau khi ứng tuyển thì công ty chọn 4 người, bây giờ gọi X là số người nữ trong 4 người được chọn, thì X có thể nhận giá trị bằng mấy? Em gõ câu hỏi không ạ? Tức là một công ty nó cần tuyển 4 người. Được chưa? Một công ty nó cần tuyển 4 người. Mà có 8 người nộp đơn dự tuyển. 8 người nộp đơn dự tuyển không? Và trong 8 người đó thì có 5 người nam và 3 người nữ không? 5 người nam, 3 người nữ. Nhờ mỗi người đều có cơ hội được tuyển như nhau hết. Được chưa? Đó, thì bây giờ gọi ít là số người nữ trong trong 4 người được tuyển đó. Được chọn đó. Thì ít này có thể nhận cái chị bằng mấy? Dạ, 0123. 0123. Không, tức là cái số 0 này đúng không em? Đấy. Dạ. Còn 3 là nó là min của N và T. N của mình ở đây là 4, còn T nó bằng 3 thôi. Cho nên mình lấy min của 4 và 3 là bằng 3. Vậy thì rõ ràng là cái miền giá trị của nó là từ 0 đến 3. Từ 0 đến 3, 0, 1, 2, 3. Được chưa? Đó, rất tốt. À, như vậy thì cái chỗ này em hiểu là tại sao nó phải đi từ min này không? Tại vì nhiều khi nó có 3 người nữ à. Bây giờ mình chọn 4 người thì cũng có tối đa có 3 người nữ thôi. Đúng không? Có 3 người nữ nộp đơn dự tuyển thì mình chọn kiểu gì thì cũng có tối đa 3 người nữ thôi. Chứ làm sao lên tới 4 người được, đúng không? Đấy. Còn cái mắt này nó khác nữa nè. Thấy không? Ví dụ như em gọi ít là số người nam được tuyển, giống như mới nãy đi. Số người nam ít là số người nam được tuyển. Thì rõ ràng cái N của mình là vẫn là 8 nè. T là mình quan tâm số người nam là T bằng 5 nè. Thấy không? Là số người nam. Đó. Đấy, còn N nhỏ là vẫn là 4. Như vậy thì bây giờ mình thử mình tìm giá trị của IMX này coi. Miền giá trị của nó. Đúng không? Tại nữ là nhiều nhất là 3 thôi.
Vậy thì nam là phải ít nhất có thể là từ 1. Phải không? Vậy thì số nam là từ 1 1 4. Phải không? Đấy, bây giờ em kiểm tra lại công thức này. N lớn của mình đó là N nhỏ là bằng N nhỏ cộng T trừ N lớn. N nhỏ cộng T trừ N lớn các em. Thì N nhỏ là cái này là 4 cộng 5 là 9, 9 trừ 8 bằng 1. Đấy không? Thì bây giờ em so sánh giữa cái 1 với 0 là nào lớn. Đấy không? Mắt của 0 và 1. Thì mình phải chọn số 1 phải không? Cho nên miền giá trị đó là từ 1 đến 4. Nó không từ 0. Có trường hợp 0 nhưng mà có trường hợp không. Không. Đấy không? Đấy. Và cho nên là cái miền giá trị của phân phối siêu siêu bội thì em phải lưu ý như thế nha, để thôi là em bấm không ra, bấm máy không ra đó. Và thứ hai đó là cái công thức tính xác suất x bằng k nó như thế này. Thì bây giờ em tưởng tượng là trong trong đây á là có n người phải không, chẳng hạn như công ty cần 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 tuyển n người nè, và trong đó có n lớn người nộp đơn dự tuyển nè, trong đây có t người nam nè. À, đấy gọi x là số người nam trong n nhỏ người nam được chọn, thì rõ ràng là x nó sẽ có phân phối siêu hình học với tham số n lớn t n nhỏ như thế này. Thì xác suất có ít người nam, có ít người nam trong trong số người được tuyển, thì ít người nam này đó là em chọn trong số t người nam đúng không, t người nam thì nó sẽ có c xt cách chọn, và còn lại là n trừ ít người nữ trong số n lớn trừ t người nữ, thì số cách chọn nó sẽ là thế này. Và sau đó em sẽ chia cho gì đây, số cách chọn n lớn n nhỏ người trong số n lớn người đấy. Thì đây đây là cái công thức mà để tính gì, xác suất của phân phối siêu bội, thấy không? Em nhớ công thức này cho thầy. À, hãy lý giải được công thức này, lý giải được công thức này nữa em gặp bài toán tương tự mới làm được, thấy không? Còn cái kỳ vọng của nó thì là nó cũng giống như phân phối nhĩ thức là n nhân b. Ở đây b nó chính là cái tỷ lệ t so với n, phải không? Tỷ lệ t so với n. Đó. Còn cái phương sai thì mình phải nhân thêm một cái số nữa. Cái này phương sai giống như cái phân phối nhĩ thức n nhân b nhân q. Cái này đó là b nè. Đó. Còn này là q nè. Q bằng 1 trừ b đúng không? Đấy. Nhưng mà chỗ này đối với cái này thằng này đó thì em phải phải nhân thêm một cái thừa số gọi là thừa số điều chỉnh hữu hạn. Đấy. Thì em tưởng tượng như trong trong cái kho của mình là nó có n sản phẩm phải không, mà trong đó có t sản phẩm tốt. Bây giờ từ cái kho mình lấy ra n nhỏ sản phẩm và gọi x là số sản phẩm tốt trong n nhỏ sản phẩm lấy ra, thì x nó sẽ có phân phối siêu bội như thế này. Nhưng mà thầy đặt vấn đề là như thế này, đặt vấn đề thế này thì trong kho này cái số sản phẩm mình là hữu hạn, nhưng mà mình cho nó n này khá lớn, n này khá lớn, n này khá lớn thì có nghĩa là gì, khá lớn so với n nhỏ, khá lớn so với n nhỏ đúng không, khá lớn hơn n nhỏ, thì khi đó thì mình thấy là cái t chia n lớn này nó trở thành cái b, và là cái phân phối này nó sẽ trở về cái phân phối nhĩ thức lại, tức là bằng cxn lớn, cxn nhỏ chứ n nhỏ rồi nhân cho gì t chia n lớn tất cả mũ mũ x rồi nhân cho là 1 trừ t chia n lớn tất cả mũ n nhỏ trừ x. Đấy, thì nó trở về cái phân phối nhĩ thức lại em, nó trở về phân phối nhĩ thức. Nếu như mình cho n này khá lớn so với n nhỏ thì cái phân phối siêu bội nó giống như nó có cái phân phối giống giống phân phối nhĩ thức lại. Đó. Và cái phương sai cái đó tại nhà chỗ chỗ này nè, thì em tưởng tượng là cái n lớn này nó khá lớn so với n nhỏ, thì n lớn trừ n nhỏ nó sẽ gần như chia cho n lớn trừ 1 này, nó gần gần bằng 1, cái chỗ này nó gần bằng 1 nè, cho nên là em nhân vô là nó không có đáng kể, thấy không? Nhưng chỗ này nó không thay đổi gì mấy, và nó vẫn là n nhân b nhân q, nó trở về cái giống cái phương sai của phân phối nhĩ thức, đúng chưa? Đấy. Đấy. Tóm lại là nếu mà cái phân phối siêu bội này đó, và khi n lớn khá lớn so với n nhỏ,
thì cái lực phân phối này nó có, nó gần giống như cái phân phối diện tích. Bây giờ mình sẽ đi nghiên cứu cái ví dụ này. Một bạn đọc cho thầy cái ví dụ này. Phạm Tấn Tài. Dạ thầy và em. Em đọc ví dụ này. Đây là một hộp chứa 12 bi gồm 7 bi đỏ và 5 bi xanh, loại X là số bi đỏ có trong 4 bi chọn ra. Khi đó X có phân phối siêu bội. Đọc X có phân phối siêu bội. tham số là n bao nhiêu? Nt Tham số n nhỏ. N bằng 12, T bằng 7 và N nhỏ bằng 4. Thì giá trị của X là 0, 1, 2, 3, 4. Bảng phân phối xác suất của X. Đọc công thức luôn. Em đọc công thức đi. Xác suất gì? Xác suất ít lớn bằng, Xác suất Y lớn bằng X nhỏ nó bằng cái gì? bằng chập Tổ số tổ hợp chập ít của 7. tổ số tổ hợp chập x của 7 nhân cho chập x Số chập tổ hợp n, số tổ hợp n trừ x của của chập 5. 5 chia cho 4 chập 12. Rồi được Thì rồi, được rồi. Rồi bây giờ cái em dùng cái công thức này, em lấy máy tính em bấm em kiểm tra là cái bảng phân phối này thầy coi được không nha, đúng chưa? Giống như kiểu đóng góp bài, xây dựng bài cho thầy. Bây giờ cái xác suất này gì đúng chưa nè, phòng ổn bằng 99 hơn phải không? Là lấy máy tính bấm cái công thức này vô rồi kiểm tra lên thầy. Rồi tính ra chưa các em? Đó, bấm máy tính ra được không? Dạ em thầy ơi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thầy cảm ơn. Đó, thì các em kiểm tra lại giùm thầy hết rồi phải không? Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phân phối tiếp theo, đó là phân phối bó xong nữa. Cái chữ này tiếng Việt của mình đọc là bó xong, không biết ông thiên âm hay sao, nhưng mà thầy đọc mấy cái tài liệu mà thiên âm mình tiếng Việt đó, mình đọc là bót xong. Thấy không? Phân phối bót xong thì biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối bót xong với tham số lambda lớn hơn không. Ký hiệu là X bót xong lambda nếu miền giá trị của X là tập số tự nhiên.
miền giá trị của nó là tập số tự nhiên luôn nha, có nghĩa là nó nhận giá trị là không nè, một nè, hai nè, vân 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 đó, này nào mà nó còn nhận nữa thế thì biết nhiên như thế này thì gọi là có phân phối bất xong nha. Không, thì cái xác suất ít bằng ít lớn bằng ít nhỏ đó thì nó bằng lambda nhân mũ ít nhỏ. Lúc này ít nhỏ là số nguyên dương ha, tức là số tự nhiên. Chia cho ít nhỏ cho thừa nhân cho em mũ trừ lambda. Và ít nhỏ này nó là thuộc cái miền giá trị của ít, tức là nó là số tự nhiên. Nó tức là tập số tự nhiên. Đấy. Thì các số đặc trưng đó là kỳ vọng và phương sai nó đều bằng lambda hết. Còn độ là chuẩn thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của lambda. Thầy giới thiệu nhiêu thôi, còn ở trong cái tài liệu chúng ta học đó là nó có chỉ ra luôn là cái gì, cái mod luôn, phải không? Cái mod luôn. Nhưng mà thầy lưu ý với em là cái chỗ này nó chỉ đúng khi là nếu 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 lambda là nguyên á, nếu lambda là số nguyên thì cái mod nó mới tính theo công thức này ha. Nếu lambda là số nguyên thì cái mod nó mới tính theo công thức này. Còn nếu mà lambda không nguyên thì không tính được, tại vì cái mod của nó là số nguyên, mod của ít theo cái thế là nó số nguyên. Và một số định lý xấp xỉ thì ở trong tài liệu này cũng nói luôn là cái khi mà cái có cái phân phối dị thức đó, phân phối dị thức khi nào tiến vô cùng thì nó sẽ hội tụ về cái mình gọi là hội tụ về cái phân phối có xong, không? Tức là khi ít có phân phối dị thức mà nếu là n khá lớn và b thì quá bé gần không thì ta có thể xấp xỉ phân phối dị thức bằng phân phối có xong, không? Thì cái này em đọc thêm như này, đảo lại cái bài giảng của mình ha, đảo lại bài giảng của mình. Thì đây là phân phối có xong thì em nhớ cho thầy mấy cái ý như thế. Thứ nhất là miền giá trị của nó là gì, là tập số tự nhiên. Thấy không? Phân phối có xong thì miền giá trị của nó là tập số tự nhiên. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là cái luật phân phối của nó sẽ tính theo công thức này. Luật phân phối của nó tính theo công thức này. Thứ ba nữa là các cái số đặc trưng của nó. Cái số đặc trưng đó thì em nhớ thầy là cái kỳ vọng mà phương sai nó đều bằng lambda hết. Thì một số tính chất của phân phối Poisson đó, thì ví dụ như mình có hai cái biến ngẫu nhiên mà nó có đều có phân phối Poisson hết nè, ít là có phân phối Poisson và y có phân phối Poisson hết và ít y độc lập, thì khi đó mình lấy ít cộng y thì nó cũng có phân phối Poisson. Và cái tham số của cái biến ít cộng y này đó, cái tham số của ít cộng y này đó nó chính là gì đây, lấy tham số của ít cộng tham số của y đấy. Và một cái công thức đặc biệt là gì, nếu ít mà nó có phân phối Poisson, n khá lớn và b khá bé, thỏa mãn tính chất là gì, n là mình sẽ lấy lớn hơn 30, không khá lớn nghĩa là lớn hơn 30, nhưng mà b khá bé có nghĩa là n nhân b nó còn nhỏ hơn cái số 5, thì mình có thể xem ít có phân phối Poisson với tham số lambda bằng n nhân b, không không vậy thì mình sẽ có công thức xấp xỉ như thế này, không? Tức là tính xác suất ít bằng k thì mình sẽ lấy n nhân b tất cả mũ k rồi chia cho k gia thừa nhân e mũ trừ nb. Còn cái xác suất mà ít nó nhận giá trị từ k1 đến k2 là tính theo công thức này. Nó giống như phân phối có xong. Đó thì các em có thể xem cái ví dụ này giùm thầy. Xem xong ví dụ rồi bây giờ đó xem kỹ ví dụ này giùm thầy ha. Đó bây giờ thầy sửa cái đề lại. Sửa cái đề lại như thế này. Nghiên cứu kỹ đi rồi lát là trả lời câu hỏi cho thầy. Bây giờ ở đây nó nói là số đơn đặt hàng nè trong một tuần của xí nghiệp là biến ngẫu nhiên ít có phân phối có xong, biết rằng trung bình hàng tuần có 4 đơn đặt hàng, có nghĩa là cái lambda này bằng 4 nè. Đó bây giờ thầy sửa cái lambda là bằng 5, sửa lại lambda, sửa cái này là bằng 5, thấy không? Như vậy thì bây giờ xác suất có hơn 5 đơn đặt hàng là nhiêu, thấy không? Đó. Rồi xác suất có đúng 7 đơn đặt hàng trong 2 tuần liên tiếp là nhiêu, đúng không? Đấy. Em hiểu ý thầy nói không? Đó. Thì bây giờ đó là cái bài tập thầy ra cho các em là cũng giống như cái bài này, nhưng mà thầy sửa cái chữ số 4 này thành số 5 thôi thì cái kết quả nó sẽ như thế nào?
Bây giờ chạy sửa số 4 này thành số 5 ha. Thì kết quả nó sẽ như thế nào? Ví dụ như đây bỏ nè, bôi bỏ số 4 nè. Sửa này thành số 5. Tức là trung bình một tuần có 5 đơn đặt hàng. Đấy. Như vậy thì cái chỗ này nó sẽ là gì? Chỗ này nó sẽ là phân phối có xong với tham số bằng 5. Thấy không? Thì cái chỗ này là nó gì? Chỗ này là 5 mũ ít phải không? Rồi thôi thôi bây giờ không sửa nữa. Thầy sửa nó sai sai của thầy sao phải không? Bây giờ thầy sửa lại gì? Bây giờ thầy ghi là cái đề là nếu trung bình hàng tuần có 5 đơn đặt hàng. Trung bình hàng tuần có 5 đơn đặt hàng. Tính xác suất tính lại xác suất câu này coi. À, tính xác suất là có đúng 7 đơn đặt hàng trong 2 tuần liên tiếp dùm thầy coi. À, rồi, cái này em xem lại. Thì cho các em 5 phút em xem kỹ em làm lại dùm thầy coi rồi, cho đáp án cho thầy. Nếu mà bạn nào chưa làm được hoặc là chưa có hiểu thì mình hỏi lại nha. Rồi thầy ơi tại sao tính vậy thầy? Thầy nói cho tôi biết, tôi giải đáp cho đặng tôi tính được. Nếu tôi hỏi lên mà không trả lời được, nói thầy ơi không biết là không được con nha. Rồi là xem bài xong chưa, tính lại ra kết quả chưa các em? Dạ rồi. Rồi bây giờ thầy hỏi nha. Bạn để coi bạn nào hư mic rồi tôi quên rồi tôi kêu lại. Hoàng Quyên bị hư mic. Rồi, bạn này tên gì đây? Mai Thị Khánh Ngân. Khánh Ngân ơi, hư mất nữa hay gì đây? Bị hư mất em. Rồi một bạn bị hư mất nữa. Hư mất hay là nó là bố biến nói chuyện với thầy đấy. Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh hôm nay có bị hư mất không? Nãy thầy kêu bạn Diễm Quỳnh chưa nhỉ? Nãy thầy kêu rồi mà bạn không có. À vậy là bạn Bích Trâm đi. Đặng Bích Trâm. Đặng Bích Trâm Dạ này. có. Em có tính được cái như thầy nói không? Ví dụ như chỗ này thầy sửa thành là trung bình là 5 nè. Thì cái xác suất này ra nhiêu? Dạ thầy em tính được là 0,3840. 0,3840. À, thì thầy coi coi đúng đúng không nha. Rồi 0,3840 đúng rồi đấy em. Rồi. Rồi thì cảm ơn em. Rồi một bạn. Thì kiểm tra bạn khác Hồ Trúc Nhi. Hồ Trúc Dạ. Nhi đâu? Rồi. Em có hỏi hiểu ý thầy hỏi không? Dạ em nghe đáp án cũng giống bạn đó thầy.
Không, mà thầy không hỏi phải câu ba khác, tám thầy hỏi câu dưới nè. ủa Xét sức ít bằng 7 ủa nè. cô dưới em chưa tính nè, em tính nè. Rồi. Ra chưa? Đấy, Trúc Nhi ra chưa? Trúc Nhi. Giờ thầy là bấm ngay y chang của thầy đúng không thầy? Y chang sao được, này mình sửa là số 5 mà. Sửa là số 5. Ừ. Thì nếu mà trung bình một một tuần nó có 5 đơn đặt hàng, vậy 2 tuần liên tiếp trung bình nó có mấy đơn đặt hàng em? 10 hả thầy? 10 vậy thì chỗ số 8 này mình thay bằng số mấy? Vậy số 10. Số 10 thôi. Rồi e mũ 8 mình thay bằng e mũ trừ 10, thấy không? Ra cái bấm ra kết quả thôi. Được chưa? Không Không. phẩy không chín hả thầy? 0,09 làm tròn 4 chỉ số là ra cái gì? Dạ 0,0900 thầy. Tròn 4 chỉ số là ra 0,0901 nha. Ủa, Rồi. Vậy được ha các em. Rồi đó là phân phối boss xong. Bây giờ mình sẽ sang cái phân phối tiếp theo, nó gọi là phân phối chuẩn. Được chưa? Và trước khi sang phân phối chuẩn thì mình đảo lại cái tài liệu mình về coi là về phân phối boss xong thì trong tài liệu nó sẽ nói cái gì đây. Bây giờ em xem cho thầy, mình xem tiếp cho thầy về phân phối boss xong thêm cái nữa ha. Tức là ở đây có cái ví dụ này nè. Ví dụ 3.1 chấm 4 chấm 5 chấm 1. Một em đọc cho thầy ví dụ này đi. Thầy gọi tên đây. Châu Huỳnh Hoa là Dạ có em. có ha. Bây giờ em đọc cho thầy ví dụ này đi em. Dạ, ví dụ 3.1.4.5.1. Một nữ công nhân đúng máy xe sợi gồm 800 ống sợi. Xác suất đứt sợi của mỗi ống trong 1 giờ là 0,005. Tìm xác suất của biến cố trong vòng 1 giờ có 5 ống sợi trên bị đứt. Rồi thì cảm ơn. Đã, thì em là đọc ví dụ là thì em thấy là nó nói cái gì đây. Một nữ công nhân xe đứng máy xe sợ không, cái này nó có 800 ống sợi thì xác suất đứt sợi của mỗi ống trong vòng 1 giờ là 0,005. Thấy không? Tức là cái B, cái này là phân phối dị thức mà cái B nó rất là nhỏ đó. N nó là 800 đúng không? N là 800. N là 800 còn B là nó khá là nhỏ. Cái này là B. Thấy không? Đấy, như vậy thì nếu mà mình sử dụng phân phối dị thức mình tính á thì cái xác suất ít bằng 5 nó ra thế này. Thấy không? Nó ra thế này. Còn nếu như mình áp dụng phân phối boss sum mình tính á thì mình thấy ở đây là n khá lớn đúng không, n khá lớn nè, còn b thì bằng 0,005 khá bé, cho nên mình có thể xấp xỉ phân phối boss sum với tham số lambda bằng 4, tại vì 800 mà nhân cho 0,005 này nó bằng là 4 không bằng 4. Vậy thì ở đây nếu mà mình tính bằng cái phân phối boss sum thì nó ra là 0,1563. Cái này 1563, cái này 1567, em thấy nó gần gần nhau không, gần nhau. Vì ở gần công thức gần đúng này nó rất khá là chính xác. Đúng không? Công thức gần đúng này nó khá chính xác. Vậy thì công thức gần đúng này nó sử dụng áp dụng cái phân phối boss sum để mà tính gần đúng cho phân phối chuẩn nha. Tính gần đúng phân phối chuẩn. Thì em biết là hồi xưa đó là cái máy tính này của mình đó là nó chưa có phổ biến và nó chưa có tính toán thuận tiện như bây giờ đâu. Đó. Cho nên là cái việc mà đưa cái tính toán ở công thức nhị thức này về công thức tính toán theo kiểu phân phối chuẩn là nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
nó sẽ cải thiện cái việc tính toán rất là nhanh, đúng không? Đấy, cho nên là cái công thức này nó sẽ có ý nghĩa vào thời điểm đó. Ở thời điểm này thì cái công nghệ cái máy tính của mình bỏ túi mình nó phát triển rồi. Đấy, cho nên thì em sẽ không thấy được cái ý nghĩa của công thức này nhiều. Nó sao gì tính đúng này cũng tính nhanh nhanh vậy, phải không? Sao mà tính gần đúng chi, đúng không? Đó thì các bạn sẽ thắc mắc như thế. Nhưng mà em nhớ là cái công thức này nó ra đời từ lúc mà máy tính này nó chưa có phát triển. Nó thờ thờ máy tính còn cơ học đó, máy tính cơ học. Máy tính theo kiểu đục lỗ của Pascal đó, thấy không? Mà tính toán rất là nó rất là phiền phức. Rồi. Thì bây giờ đó là cái này ví dụ về phân phối có xong phải không? Ở đây có ví dụ 5.2 cũng là liên quan đến phân phối có xong và phân phối chuẩn à. Thì cái này các em tham khảo thêm giùm thầy ha. Thì cái phân phối có xong cái ý nghĩa luôn chỗ trong tài liệu của mình nó ý nghĩa luôn. Phân phối có xong chính là phân phối của các biến cố hiếm, tức là biến cố có xác suất nhỏ. Rồi. Thì cái này em tham khảo thêm ha. Và các em muốn học tập cho tốt thì mình sẽ hoàn thiện cái bảng này lại giùm thầy ha. Là ba cái luật phân phối rời rạc mình mới vừa nghiên cứu là phân phối nhị thức nè, phân phối siêu bội, phân phối bó xong. Rồi cái ký hiệu nó là sao? Rồi cái tham số nó là sao? Phải không? Tham số là nhị thức là NB phải không? Siêu bội là N lớn, T N nhỏ gì đó không? Bó xong là gì đó. Rồi em hoàn thiện cái công thức này lại giùm thầy. Đấy, bây giờ mình sẽ đi nghiên cứu về cái phân phối xác suất liên tục, tức là các cái biến ngẫu nhiên có phân phối liên tục á, phân phối xác suất liên tục hay biến ngẫu nhiên liên tục đi. Thì mình sẽ đi vào nghiên cứu biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Thì biến ngẫu nhiên x liên tục, x nó gọi là có phân phối chuẩn và tham số là mi sigma bình, cái chữ này đọc là mi nè, giống như chữ m vậy đó, nhưng mà m là mình đặt m m m hơn, còn cái này mình đặt m mui mi à, như thế này. Còn cái chữ này đọc là sigma, chữ này mình đọc là sigma nghe, cái sigma bình phương, tại vì nó có dấu bình phương ở trên nè, mình đọc là sigma bình phương. Đấy, thì x có phân phối chuẩn có hai tham số là mi và sigma bình phương và ký hiệu là x dấu ngã n mi sigma bình phương như thế này. Thì nếu x nó có cái hàm mật độ tính theo công thức này. Không? Thì em lưu ý là cái sigma là ở trên đây đem xuống không? Còn chỗ này là 2 pi. Cái số pi mình biết là số pi ở trong cái hệ thống số học của mình pi chính là gần pi nó gần bằng là 3,14 đó. Pi gần bằng 3,14 đó, lưu ý ha. Còn cái này là e là cái số cũng trong hệ thống số kỹ thuật của mình, e nó gần bằng 2,7 đó, 2,7 không. Đấy, cái số e ở trong cái máy tính mình nó có là số pi cũng có luôn nè em, e cái số e là nó nằm ở đây nè, đó là 2,2,183 không, cái này là do mình làm tròn rồi. Thì cái e 2,718 e bằng 2,718 1,1828. Còn cái bi, số bi của mình đó là chỗ này nè, số bi nè, số bi là nó gần bằng 3,1415926 54 phải không, 3,1415926 54. Nó là số vô tỷ cơ, hay gọi là còn gọi là số thập phân vô hạn không tuần hoàn, 1915. Đấy. Như vậy thì khi mà em gắn vô đây thì em thấy là gì, cái fx này nó sẽ bằng 1 chia cho sigma rồi căn 2 pi rồi nhân cho e mũ mũ cái số mũ của nó lại là bằng trừ 1 phần 2 sigma bình nhân cho x trừ mi tất cả bình, và x này nó thuộc r.
Thì cái này được gọi là hàm mật độ của phân phối chuẩn, hàm mật độ phân phối chuẩn. Và cái kỳ vọng của cái phân phối chuẩn là bằng mi luôn, và cái phương sai nó là sigma bình luôn. Đó, và độ lệch chuẩn đó là sigma. Đó. Cho nên là khi mà ở chương 2 đó, khi mà em học cái phương sai đó, thì em nhớ là cái phương sai của một biến ngẫu nhiên thì nó ký hiệu là dx đúng không? Rồi nó có khi nó ký hiệu là va x. Nhưng mà nó cũng khi là nó ký hiệu là sigma bình phương x. Là cũng do đây. Hoặc là sigma bình phương. Đó, cũng do đây nè. Tức là cái nó chính là cái tham số của cái phân phối chuẩn, mà cái tham số đó thì nó đúng bằng cái phương sai của phân phối chuẩn luôn. Đấy, thì đây là thầy lấy cái hàm mật độ của phân phối chuẩn nha, à, mật độ phân phối chuẩn với cái mi nó bằng 156. Mi bằng 156 và sigma bằng 4,6, vẽ cái hàm mật độ ra. Thì em lưu ý là cái hàm mật độ này á, thì nó có tính chất thế này, cái trục tung này là mình kéo giãn ra đó, kéo giãn ra thì em thấy ở chỗ này đó là nó có 0,08 mấy à, không 0,08 mấy này, em chiếu qua cái đỉnh đó, cái là thấp không, nếu mà mình vẽ theo kiểu bình thường đó, thì cái chỗ này nó thấp đó. Không thấy được, thì mình kéo giãn cái trục tung ra mình mới thấy nó có đồ thị, nó có dạng hình như vậy. Hình này giống cái hình cái chuông, phải không? Hình quả chuông. Người ta gọi là đường cong chuẩn. Trong trường hợp mà nó phân phối chuẩn mà nó có mi bằng 0, sigma bằng 1 đó, thì mình gọi là phân phối chuẩn tắc ha. Phân phối chuẩn tắc. Đó. Tức là cái chỗ này nếu mà mình thay cái sigma bằng 1 vô, lúc nãy cái hàm đó mình thay sigma bằng 1 vô, phải không? Thì nó còn 1 chia căn 2 pi thôi. Đấy không? Chỗ cái hàm ban đầu nè, à, chỗ hàm này nè, à, nếu mà em thay cái sigma cái mi bằng 0 rồi sigma bằng 1 vô, mi chỗ này bằng 0, à, xin lỗi, à, mi bằng 0 rồi sigma bằng 1 chỗ này nhân vô thì còn cái này thôi, còn mi bằng 0 thì chỗ này bằng mất nè, không, đấy, thì lúc này nó còn lại là e mũ, lúc này cái sigma bằng 1 luôn thì có trừ 1 phần 2 x bình phương thôi, thấy không, thì nó sẽ đảo được cái công thức này. Và cái hàm này ở trong tài liệu người ta gọi là cái hàm Gauss đó. Hàm Gauss. Và cái giá trị của hàm Gauss này á, thì em sẽ coi ở trong cái bảng phụ lục, cái bảng xác suất ở cuối chương để thầy coi là nó nằm ở đâu. Đây. Các bảng phân phối này. Thì cái bảng cái bảng này thì nó gọi là cái bảng hàm mật độ của phân phối chuẩn 0,1 hay là phân phối chuẩn tắc đó. Để thầy mở bên cái kia để cho dễ viết. Thì cái trong tiếng Anh đó là cái chữ exponent này nữa. Cái chữ này là đọc là exponent thì có nghĩa là e mũ á. Thấy không? Cái này là có nghĩa là e mũ nè. Cái này nó có nghĩa là e mũ trừ 1 phần 2 z bình phương ha. Cái tức là cái cơ số nó là e, còn số mũ nó là trừ 1 phần 2 z bình phương. Mình ghép từ 0 đến 4. Ờ, bạn nào hỏi gì ạ? Ngô Minh Huy hỏi gì em? Em lỡ tay. Lỡ tay làm cho mấy bạn đỡ buồn ngủ ha. Đúng rồi. Rồi thì cái đây là cái hàm bảng giá trị của hàm mật độ của phân phối chuẩn nha, nhưng mà cái hàm này đó thì em lưu ý là nó là hàm chẵn nha, hàm chẵn, cho nên là nếu mà chỗ không là giá trị là thế này, chỗ này là không nè, phi không là bằng này nè, nó gần bằng 0,4 không. Đấy, còn phi không 0,01 là chỗ này phải không, còn chỗ này là phi một nè, phi một nè, tức là phi 1 nó bằng là 0,242, tức là phía trước nó có dấu phẩy, số 0 với dấu phẩy nữa em, mà trong đây nó sợ in nhiều tốn mực cho nên là nó bỏ dấu không với phẩy, thấy không? Vậy thì cái chỗ này là phi 1 nè, phi 1, còn chỗ này là cái gì, phi 1,1, phi 1,1 phải không, phi 1,1
phi 1,1 thì nó bằng là 0,2396. Em bấm máy tính em kiểm tra cũng được, em bấm máy tính kiểm tra cũng được. Đây thì là một mà chia cho căn bậc 2 của 2 bi phải không, 2 bi rồi. Đây, chỗ này mới nhân cho e mũ trừ x bình chia 2, x bình chia 2. Đó. Bây giờ cái này em khôn cái giá trị là 1,1 cho nó ra đúng nhỉ, nó sai chỗ nào vậy? X bình chia 2 à, cái này là 1,1 phải không, còn chỗ này có thầy là 1,01, 1,01 thì kho lại coi 1,01, 1,01 phải không, là 2,3 0,2396. À, cái chỗ này là 1,01 mới đúng rồi nha, 1,01 0,01 thì bằng là 0,2396 à, chỗ này. Rồi tương tự như vậy thì cái này là phi của 1,02, 1,03, phi của 1,04, 1,05, 1,09 rồi tới 1,1 là phi của 1,1 nằm đây. Đấy, thì cái cấu tạo của cái bảng như thế không? Nhưng mà bây giờ em lưu ý là cái này là hàm chẵn, cho nên là ví dụ như mình có phi 1 là ra cái số này. Như vậy thì phi của trừ 1, phi của trừ 1 thì nó cũng ra cái số này, nó bằng phi 1. Cho nên ở đây là cái giá trị nó cho là từ 0 đến 4. Thấy không? Từ 0 đến 4 như vậy thì em muốn tính từ trừ 4 đến 0 thì cũng tính tương tự như vậy, cũng bằng như thế này. Tại vì đây cái hàm phi này là hàm chẵn. Thấy không? Bây giờ mình đảo lại cái bài học của mình. Đó, thì khi mà biến ngẫu nhiên mà nó có phân phối chuẩn nhưng mà cái tham số mi của nó bằng 0. Thấy không? Cái mi của nó bằng 0 và cái sigma bằng 1 thì mình gọi là phân phối chuẩn tắc. Và mình ký hiệu là Z à, dấu ngã N01. Nhưng mà mình đọc là gì đây? Đọc cái này là đọc là Z có phân phối chuẩn tắc. Thấy không? Thì nhắc lại chỗ này mình đọc là gì? Z có phân phối chuẩn tắc. Và hàm mật độ của nó chính là hàm Gauss. Và cái bảng giá trị của nó là bảng số 1. Còn hàm phân phối của nó là hàm gì đây? Hàm phân phối của nó là hàm này. Nó gọi là mình gọi là hàm phân phối luôn đi. Hàm phân phối của phân phối chuẩn 01. Thấy không? Hàm phân phối của phân phối chuẩn 01. N01, thấy không? Thì cái hàm phân phối này đó thì mình tính tích phân từ trừ vô cùng đến đến z này kia. Nhưng mà thường là mình sẽ tính tích phân từ trừ 4 đến z là đủ rồi. Thấy không? Đấy. Thì cái hàm phân phối này ở trong máy tính của mình đó là nó nằm ở đâu? Đó, trong máy tính của mình đó. À, xin lỗi, bây giờ cho thầy nói về cái bảng trước đi. Thì cái hàm phân phối này là ở trong tài liệu của em là nó nằm ở bảng số 2 đó. Bảng số 2 này nè. Thấy không? Nhưng mà bảng số 2 này thì em lưu ý là nó chỉ lấy giá trị từ 0 đến 4 thôi. Vậy thì có nghĩa là em tính được cái phi 0 rồi phi 0,01 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,09 thì tới 0,1. Rồi 0,11, 0,12. Cái này là chỗ này là cái gì? Phi. Cái này là cũng đọc là phi nữa nhưng mà phi lớn nha các em. Là 0,12 bằng 0,5478. Không? Cái này là phi của 0,12. Đây, thì đây đây là giá trị của hàm phi. Nhưng mà cái tính chất của cái hàm này nó đặc biệt như thế này các em. Là lưu ý là phi của trừ x thì bằng 1 trừ phi x. Thấy không? À, đối với cái hàm phân phối này, còn đối với cái hàm ở trên đây thì nhắc lại là phi phi nhỏ của trừ x thì bằng phi lớn của phi nhỏ của x thôi. Đấy. Thì đây đây là cái hàm phân phối hay hàm mật độ nha. Hàm mật độ hay là hàm Gauss thì nó mới có tính chất là hàm chẵn này. Còn đối với hàm phân phối thì nó ngược lại, nó có tính chất khác, tức là phi của trừ x thì bằng 1 trừ phi x. Nhớ cho thầy cái này ha. Cho nên là chỗ này ví dụ như em muốn tính là chỗ này em thấy là phi của 1 không? Phi của 1 nè. Và cái tính chất của cái bảng này nó cũng là mấy cái dòng dưới thì số 0 với dấu phẩy nó không viết lại ha. Vậy thì chỗ này em hiểu đây là phi của 1 nó bằng mấy? Phi của 1 nè.
0,8413 đúng không? Như vậy thì bây giờ mình muốn tính phi của trừ 1 thì mình làm sao? Muốn tính phi của trừ 1 thì em lấy 1 trừ cho phi 1. Thấy không? 1 trừ phi 1 thì lúc này em sẽ ra được là gì? Bằng bằng 1 trừ 0,8413 là bằng 0, mấy? 1597 hay 87? 87 phải không? 1587. 87 À, 1587. Vậy thì phi của trừ 1, phi của trừ 1 nó sẽ bằng là 0,1587. Không? Vậy thì mình muốn tính là cái số âm, phi của số âm thì mình sẽ lấy 1 trừ cho phi của số dương. Đó, nó giống như nguyên lý là tính xác suất biến cố đối kìa. Rồi tại sao nó như thế thì bây giờ thầy giải thích nè. Thầy giải thích là bên đây đi. Giải thích bên đây nè. Đấy. Thì cái này là hàm mật độ của phân phối chuẩn tắc nè. Hàm mật độ phân phối chuẩn tắc thì em thấy là khi mà z mà nó có phân phối chuẩn tắc á, thì cái phần màu vàng này nè, cái phần màu vàng này nè là nó thể hiện cho cái gì, cái phi x này nè, cái phi z này á, nó thể hiện cho cái gì, nó thể hiện cho xác suất mà z nhận giá trị nhỏ hơn cái số z nhỏ này. Ở đây z là có biến cố nhiên của phân phối chuẩn tắc này. Đấy, như vậy thì cái này là biến cố a nè. Của A. Bây giờ mình muốn tính xác suất của biến cố B là biến cố đối của A hay là A ngang là nó nằm đây. Thì em sẽ lấy 1 trừ cho cái phi z này. Tức là nó chính là phi của trừ z. Tại sao phi của trừ z? Tại vì tính chất này nó đối xứng nè. Đối xứng nè. Vậy thì cái phần này là nó sẽ bằng 1 trừ phi của z. Rồi trong khi là cái chỗ này là chỉ z chỗ này phải không? Vậy thì nó có cái trừ z nằm đây nữa. Nó đối xứng nhau qua cái điểm không này nè. Đó, như vậy thì nếu mà từ cái chỗ màu trừ z này em đảo vào bên trái, đảo vào bên trái cái phần thầy gạch 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 đỏ đỏ này, đó. Thầy gạch ngoằn ngoèo đỏ đỏ này phải không? Thì cái phần này cái diện tích nó phần màu trắng này, tức là phi của trừ z bằng cái gì? Phi của trừ z bằng phi của trừ z là cái phần mà thầy đang gạch gạch đỏ đỏ này phải không? Thì nó bằng phần màu trắng nó chính là 1 trừ phi z. 1 trừ phi z tức là nhờ tính chất đối xứng của nó qua cái trục tung á. Tính chất đối xứng của cái hàm mật độ qua trục tung. Thì cái trong cái bảng 2 của mình đó là mình sẽ tính từ từ 0 đến 3,99 thôi, cái bảng này nó tính giá trị từ 0 đến 3,99 thôi. Và về nguyên lý thì chỗ này nó chưa bằng 1 rồi. Nhưng mà nó rất gần gần bằng 1, nó khá gần 1. Thấy không? Nó còn 0,0001 nữa nó mới bằng 1. Thấy không? Nhưng mà mình làm tròn 4 chữ số thập phân thì chỗ này nó bằng 1 luôn rồi. Cho nên là chỗ này là phi của 3,99 là quy ước là phi của 3,9 trở lên. Thấy không? Là gần bằng 1. Không? Cho nên là nếu mà phi của 5, phi của 6 gì nó bằng 1 hết đúng không? Đấy. Nếu mà từ 3,99 trở lên thì phi của nó bằng 1, với ước bằng 1 hết. Cho nên cái bảng này nó chỉ cho giá trị từ 0 đến 4 thôi. Từ 0 đến nhỏ hơn 4, tức là 3,99 thôi. Đó. Và những cái số mà nó từ trừ 3,99 mà đến đến 0 thì mình dùng cái công thức phi của trừ x thì bằng 1 trừ phi x này để mình tính. Còn cái số trước đó chẳng hạn như là phi của trừ 4 thì nó bằng 1 trừ phi 4 là bằng 0. Không? Bằng 0. Đó. Thì đối với cái phân phối chuẩn tắc đó thì mình có hai cái bảng, đó là cái bảng bảng hàm phân phối và bảng hàm mật độ còn gọi là hàm Gauss đó, là bảng số 1 ha. Còn hàm phân phối là bảng số 4. Đây xin lỗi, bảng số 2. Thì quen bảng số 4 tại bên xác suất thống kê A thì viết là bảng 4. Đây. Đây, thì cái cách tra cái bảng hàm phân phối thầy chỉ ở trong cái slide này như thế này. Ví dụ em muốn tra cái phi của 1,36 không? Thì em coi cái cột nào mà cái dòng nào mà nó có số 1,3
Và em coi cái cột rồi có số 6 thì cái này nó chính là phi của 1,36. Phi của 1,36 thì nó là 0,9131. Thấy không? Đấy. Còn bấm máy tính. Đấy. Chúng ta có thể bấm máy để tính cái giá trị của cái hàm phi, tức là cái hàm phân phối của cái phân phối viễn tắc đó. Thì đầu tiên em vào cái chế độ menu 6, một thống kê một biến, sau đó em không có nhập dữ liệu gì cả, em bấm AC, rồi em chọn cái phím Option này, rồi em chọn mũi tên xuống, em thấy số 4 rồi, số 4 là phân phối chuẩn, nó bấm số 4, rồi bấm số 1, đây là hàm phi. Hàm phi này ví dụ như em muốn tính phi của 1,36 thì em bấm dấu bằng, thì cái này, do trong cái máy thì làm tròn tới làm tròn tới 4 chỉ số thập phân thôi, à, cho nên nó ra kết quả là 0,91, 0,9131. Còn nếu như mà mình không làm tròn đó, thầy bấm lại lần nữa thầy em coi không kịp. kết quả nó sẽ hiện ra Cái này là là 4 thầy chỉ ghi số thành thập phân, phiên đây là rồi, chỉ số thập giờ phân. bây giờ thì Thì cho nó phiên nó chạy nó lên cho ra em coi. tính cái giá trị của cái hàm phi, tức là cái hàm phân phối Thôi bây giờ thầy tính của trực tiếp phân luôn đây nè, phối. bây giờ lấy máy tính ra bấm lại cho em coi luôn nè. Máy tính này nó hơi nhỏ hơn máy tính bên đây, tại chỗ này thì chiếu thành phiên. Đấy, thì bây giờ nè, bây giờ muốn tính phi của 1,36 không, em phải sử dụng chế độ thống kê một biến, tức là menu 61 không, 61 đó, rồi em bấm AC, rồi mới bấm cái chữ option nè, không, đó, em bấm mũi tên xuống, nó thấy cái chữ số 4 và chữ phân phối chuẩn không, số 4, chữ phân phối chuẩn. Rồi em chọn số 1, nó chính là hàm phi đó. Thấy không? 1. Em bấm 1,36 vô. Mình tính phi của 1,36 mà. Rồi bấm dấu bằng. Đừng có ra đi. Nhưng mà đây là trong máy tính này đó là nó sẽ làm tròn 5 chữ số nha. 5 chữ số thập phân sau dấu phẩy. Cho nên là em muốn làm tròn 4 chữ số sau thập phân sau phẩy thì em phải chỉnh chế độ làm tròn nó lại. Số mấy nhỉ? Số 3. Thì số 1. Rồi số 4. Đấy. Thì 0,9131 là nó giống cái kết quả ở trên cái bảng tra của mình đúng không? Bảng tra của mình là 1,36. 1,36. 1,36 đây. À, 1,36. Phi của 1,36. Tức là em tra ở cái dòng mà có số 1,3 với cái cột có số 6 thì giao cái đó nó chính là kết quả của phi 1,36 không. Đó. Còn bấm máy tính thì rất là đơn giản, thì mình chọn cái hàm phi ra này, bấm lại nè, em bấm menu 61 thống kê một biến không, nhưng mà em không có sử dụng chế độ thống kê này, em bấm AC luôn, rồi em bấm Option mũi tên xuống, em chọn số 4 rồi số 1. Em bấm 1,36 vô. Đấy. Thì ngoài ra đó thì trong máy tính này đó chúng ta nó cũng còn một cái chức năng khác nữa để tính cái hàm này. Đấy, chẳng hạn như chỗ này em có cái chỗ em bấm cái menu nè, thấy không? Chỗ chỗ cái phân phối, chỗ số 7. Đấy, thì nó có là mật độ xác suất phân phối chuẩn, tức là cái bảng số 1 của mình đó. Rồi phân phối tích lũy phân phối chuẩn. Tích lũy chuẩn là số 2 đúng không? Đấy, nhưng mà em sẽ chọn lưới trên lưới dưới. Lưới trên lưới dưới rồi. Rồi sigma mi 01 không? Cái này thầy cũng gần nó lưới trên lưới dưới. Lưới dưới vậy chắc mà mình bấm này nó bấm phi 1,36 hả? Lên trên lên dưới. Mình bấm trừ 3 đi, trừ 4 nữa rồi. Còn ở dưới thì mình bấm 1,36 rồi. Để ra kết quả nha. Đúng luôn rồi nè.
nếu mà em muốn tính phi 1736 thì cái L trên lưới dưới thì em bấm âm 4, L trên thì em bấm ngay số 1,36 luôn. Thì nó ra 0,9131. Nhưng mà cái chế độ này thì thầy dùng không quen. Ở đây là em lưu ý là nếu mà dùng cái này thì nó phải là menu 7 ha. Và em chọn số 2 đó là phân phối tích lũy chuẩn. Phân phối tích lũy chuẩn. Không. Nó còn như là phân phối nhị thức nữa nè. Phân phối bớt xong là trong máy này nó hỗ trợ ba cái phân phối. Không. Thường ở đây thì hướng dẫn cho các em là sử dụng menu 6, tức là thái độ thống kê rồi bấm AC option mũi tên xuống số 4, chọn số 1 là nó có hai hàm phân phối luôn, đúng cái bảng ở trong đây luôn, bảng số 2 luôn. Rồi bây giờ mình tiếp nha, tôi nói tiếp nè. Đấy là bấm máy ha, rồi tra bảng tính rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ đi đi vào cái công thức tính xác suất của biến ngẫu nhiên mà có phân phối chuẩn. Thì nếu như biến ngẫu nhiên Z này mà nó có phân phối chuẩn 0,1, cái này gọi là phân phối chuẩn tắc các em, phân phối chuẩn tắc á, thì mình sẽ có cái xác suất mà Z nhận giá trị lớn A nhỏ hơn B, xin lỗi, lớn hơn alpha nhỏ hơn bằng beta, thì mình lấy phi của beta trừ cho phi của alpha luôn. Cái phi là cái chỗ cái hàm ở chỗ cái bảng số 2 ở đây đó, nãy mình bấm máy đó. Còn mình tính mà Z mà nó lớn hơn alpha thì nó bằng 1 trừ phi alpha. Còn xác suất mà Z nhỏ hơn beta thì bằng phi beta luôn. Vậy thì cái chỗ này mình mới suy ra được là cái xác suất để mà trị tuyệt đối của thằng Z nào đó mà nó nhỏ hơn alpha thì làm sao? Ai trả lời được câu hỏi này, công thức nào? Lấy phi nào trừ phi nào? Ai trả lời được câu hỏi này? Đâu rồi? Mình gọi tên đi. Dương Thị Thu Huyền. Có mặt không em? Chắc là thầy giảng hay quá, bạn này ngủ quá vậy. Dương Thị Thanh. Dạ có thầy ơi. Trời ơi, nói chậm dữ vậy. Hơi ồn ha. Dạ, hơi ồn tại bên nhà ngoại thôi. Vậy hả? Học bên nhà ngoại hả? Dạ. Rồi, bây giờ em có tìm hiểu được cái công thức này cho thầy không? Nghiên cứu công thức này coi. Có rồi. Nó ra gì em? Nó ra không? Ra đi. Phi gì trừ phi gì? Bây giờ thầy hỏi em là trị tuyệt đối của Z mà nhỏ hơn alpha có nghĩa là gì? Trị tuyệt đối của Z mà nhỏ hơn alpha thì em tương đương cái gì? Tương đương cái gì? Cái này em giải bắt phương trình ra đó, em tương đương cái gì? Em bắt phương trình Z nó là sao em? Z là sao so với alpha? Đừng có quậy cơ. Ôi thật nè. Đứa nào mất trật tự để cho thầy dạy coi. Rồi em trả lời cho thầy coi cái này là phải làm sao em? Nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn gì em? Để bây giờ thì hỏi một cái bài toán đơn giản thôi, ví dụ như hồi xưa đó, em khi mà em học em giải bắt phương trình với trị tuyệt đối, ví dụ như trị tuyệt đối của x mà nó nhỏ hơn 1 thì em tương đương là sao, tương đương là sao, nhớ ít nhỏ mới hơn một thôi. không? X nhỏ hơn 1 rồi gì nữa, và nó là sao, nó lớn hơn mấy, Đó hơn chừng một. Đúng rồi, đúng không? Rồi bây giờ nếu mà chỉ là chỉ gói của Z mà nhỏ hơn alpha thì mình sẽ tương đương ngày sau em. Tương đương ngày sau. Z lớn hơn trừ alpha. Đúng rồi, lớn hơn trừ alpha và nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn alpha đúng chưa? Đúng chưa? Dạ. Đấy. Như vậy thì bây giờ mình muốn tính xác suất là chỉ đối với Z mà nó nhỏ hơn alpha thì nó giống công thức này không? Công thức này không?
thì mình sẽ thấy là phi của gì đây, bằng phi của gì em? Phi của điểm sau này nè, dạ. Trừ phi điểm trước. Phi điểm sau là phi của gì? Lúc này cái thằng này nó đóng vai trò giống cái chữ beta này đúng không? Còn cái trừ alpha này đóng vai trò giống chữ alpha này không? Đó. Thì cái này nó ra phi của gì đây, là đọc cho thầy nghe. Đấy là phi của gì? Của pi. Phi của alpha trừ đi cho phi của gì? Phi của gì? Phi trừ alpha. Phi trừ của alpha. Hiểu chưa? À, dạ. Ờ. Đó, nhưng mà mình nhớ là cái công thức của mình, phi của trừ alpha thì bằng 1 trừ phi alpha đúng không? Đấy, chỗ này phi alpha mình viết lại nè. Rồi chỗ này của mình đó là mình sẽ viết là 1 trừ phi alpha. Phi của trừ alpha thì bằng 1 trừ phi alpha. Đấy. Như vậy thì cái này em phá bỏ cái mặt vuông này ra thì được cái gì? Cái gì? Là đây 1 phi alpha. Phi alpha trừ. Ở đây thì 1 phi alpha đó đúng không? Trừ với trừ thành cộng. Thì bây giờ em ghi thành mấy phi alpha? Là 2 phi hai alpha. Phi alpha. À, 2 phi alpha trừ cho 1. Hiểu chưa? Đấy. Cho nên là cái công thức này của mình đó mà mình sẽ ghi thành là 2 lần phi của alpha trừ 1 nha các em. À, rõ chưa? Đó. Đó, 2 lần phi của alpha trừ 1. Theo kịp không? Rồi. Theo kịp chưa em? Theo kịp chưa ạ? À? Bây giờ thầy hỏi lại cái nữa không? Thầy xóa, bây giờ thầy hỏi lại cái. Một bạn khác trả lời cho thầy coi. Bây giờ từ ba cái công thức này, từ ba cái công thức này mình sẽ suy ra được là gì? À, xác suất để mà trị tuyệt đối của Z nó nhỏ hơn alpha. Mình tính theo bằng công thức nào? Bây giờ một bạn khác trả lời câu hỏi cho thầy coi. Lê Thị Thủy Tiên phải không em? Lê Thị Thủy Tiên này. Ghim màn hình luôn. Lê Thị Thủy Tiên, thấy chưa? Có trả lời câu hỏi cho thầy được không ạ? À? Thủy Tiên không trả lời. À, bạn này theo bạn này đi. Quỳnh Thị Tuyết Pha. Có mặt không ạ? À? Dạ có. À, bây giờ nãy bạn trả lời câu hỏi rồi, bạn làm một lượt rồi đó, bây giờ là em nhớ không, bây giờ em đọc lại cho thầy coi phi của xác suất cái mà z nhỏ hơn alpha bằng gì em? Dạ thầy, là bằng phi của alpha phi trừ cho phi của alpha trừ. Phi của alpha trừ cho gì? Không, thầy hỏi công thức cuối cùng kìa. Nó là gì? Hai lần phi alpha trừ công thức cuối cùng là hai lần phi alpha trừ một, không nhớ gì cả phải không? Phải chưa? Phải gì không? Dạ dạ. Rồi. Đó, thì bây giờ lúc nãy là mình đã xây dựng được công thức này nè, xác suất để mà trị đối với z nhỏ hơn alpha thì bằng hai lần phi alpha trừ một. Thế bây giờ thầy lại hỏi em là thầy muốn tính là xác suất trị tuyệt đối của z mà nó lớn hơn alpha thì em làm sao? Nó bằng công thức gì? Hay bằng 1 trừ cho 2 lần phi alpha 2 trừ 1. 1 trừ cho 2 lần phi alpha trừ 1. Có gì không? Ừ. Chưa đúng, có dấu ngoặc nữa có được. Có gì không? Dạ dạ. À, nếu mà bỏ dấu ngoặc ra thì làm sao? Ừ. Bỏ dấu ngoặc ra gom lại thôi gọn. Bằng 2 cộng bằng 2 trừ cho 2 phi alpha. Ờ đúng rồi, cảm ơn em. Bằng 2 trừ cho 2 phi alpha. Nha. Thì em tưởng tượng như thế này chứ. Như thầy nào tưởng tượng ra này, bây giờ thầy vẽ cái bảng hàm mật độ nó qua đây nè. Ở đâu mà viết mà nó tự nhiên muốn tiêu rồi nha. Đây. Vẽ dưới đây đi để nó rộng rãi một chút, thì cái hàm mật độ của nó như thế này, em mật độ thế này. Đấy, chỗ này là cái số alpha nè. Đấy, chỗ này là cái trừ alpha nè.
cái trường lên pha này. Đó, thì em quan sát cái phần gạch 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 thì em sau này đó, gạch gạch này thì cái này nó chính là gì, xác suất để mà z này nó lớn hơn alpha. Còn chỗ này là xác suất z là nó nhỏ hơn trừ alpha. À, thì rõ ràng hai phần này diện tích như nhau, hai phần này diện tích nó như nhau, và cái xác suất này thì nó đều bằng một trừ alpha hết, một trừ phi phi alpha không, xác suất nhất thôi, một trừ alpha, và hai cái phần này cái diện tích nó như nhau thì hai cái em cộng lại thì ra hai trừ hai phi alpha không, và nó tính là xác suất trị đối với z nó lớn hơn alpha đấy. Rồi thì đó là cái này là đó phân phối chuẩn tắc nè, cái chỗ này là áp dụng cho phân phối chuẩn tắc ha, phân phối chuẩn tắc. Còn nếu mà phân phối chuẩn theo kiểu bình thường, phân phối chuẩn theo kiểu bình thường thì mình cứ tính xác suất x lớn a nhỏ hơn bằng b này đó, thì em lấy phi của gì đây, b trừ mi chia sigma, rồi trừ cho phi của gì đây, a trừ mi chia sigma. Tại vì sao với em, tại vì như thế này nè, thế này, tại vì nếu mà z x mà nó có phân phối chuẩn này thì mình sẽ lấy đặt z bằng cái gì, là x trừ mi chia sigma, thì cái này nó gọi là biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của x, chuẩn hóa của x không, z nó chính là chuẩn hóa của x, nhưng mà do cái thằng x này nó có phân phối chuẩn thì thằng z này nó cũng có luật phân phối chuẩn luôn, thấy không, x nó có phân phối chuẩn thì z này nó cũng có phân phối chuẩn, và do đó thằng này nó sẽ có luật phân phối chuẩn 01, 01. Cho nên là nếu mà em tính cái xác suất này nè, xác suất là để x lớn hơn a nhỏ hơn b đó, thì nó sẽ bằng cái gì, bằng xác suất z lớn hơn gì đây, b trừ mi chia sigma, và nhỏ hơn a trừ mi chia sigma như thế này. Và lưu ý là cái chỗ này mình nó giống như cái chữ beta trên đây vậy nè, nó giống chữ beta trên này, và chỗ này nó giống như chữ alpha trên này nè. À, thì nó sẽ bằng phi của beta trừ phi alpha, là alpha phi của beta trừ phi alpha à. Đấy, cho nên là nếu mà mình có công thức của phân phối chuẩn tắc thì mình sẽ tính được cái xác suất của biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn theo kiểu bình thường, cho nên là cái công thức phân phối xác suất của phân phối chuẩn tắc là quan trọng nhất, thấy không. Đấy, thế mình đảo qua cái tài liệu này của mình này, đảo qua tài liệu thì cái chỗ phân phối chuẩn ở trong tài liệu của mình đó thì cũng nói về cái hàm phân phối chuẩn, không hàm phân phối chuẩn rồi đó là các số đặc trưng, rồi phân phối chuẩn tắc, đây là phân phối chuẩn tắc này, thấy không. Đó thì công thức tính xác suất phân phối chuẩn tắc, thấy không. À, nếu x có phân phối chuẩn thì xác suất x nhỏ bằng x thì bằng phi x, nó bằng là hàm phi của x trừ mi chia sigma nè. Đó. Thì cái công thức mà thầy vừa tóm tắt lại thì nó chính là công thức này nè. Mình đang tính xác suất là để x nhận giá trị nhỏ hơn a nhỏ hơn b đó, thì bằng phi của b trừ mi chia sigma trừ phi của a trừ mi chia sigma. Thì cái công thức này nó chính là cái công thức ở ở đây này, các là công thức ở đây thầy nêu này. Và lưu ý là nếu về chỗ này thầy có thêm dấu bằng vô đây thì công thức này vẫn đúng, còn nếu mà thầy bỏ dấu bằng chỗ này thì công thức này vẫn đúng, hoặc là thầy bỏ hết hai dấu bằng này cũng đúng nghe các em. Đấy, tại sao, tại vì đây là biến ngẫu nhiên có phân phối liên tục tuyệt đối ha, liên tục tuyệt đối. Thì hôm trước là trong cái buổi mà học biến ngẫu nhiên á, thầy có nói nếu mà x là biến ngẫu nhiên có phân phối xác suất liên tục tuyệt đối thì bốn cái biến cố mà nó có xác suất bằng nhau đó là gì, bốn biến cố có xác suất bằng nhau là gì, xác suất
x lớn hơn a nhỏ hơn b nó bằng xác suất x lớn hơn hoặc bằng a nhỏ hơn b, rồi nó bằng xác suất x lớn hơn bằng a nhỏ hơn bằng b, rồi nó bằng xác suất x lớn hơn a nhỏ bằng b. Bốn biến cố này xác suất nó bằng nhau, phải không? Thấy không? Xác suất bằng nhau. Và cho nên mình chỉ cần lấy một trong bốn công thức này thôi. Này mình tính này. Cho nên thầy nói cái công thức ở trong cái tài liệu của mình thì tô tô nè. Trang 103 ha, không? Chính là cái công thức mà thầy vừa nêu ở đây. Thì các em xem tài liệu với xem bài giảng của thầy thì mình nên lưu ý cái điều đó. Còn xác suất x lớn hơn pha thì nó nằm đây. Và chỗ này nếu mình thêm dấu bằng vô nó cũng đúng rồi các em. Còn chỗ bên đây thì nếu mình bỏ bớt dấu bằng ra nó chẳng đúng nha. Tại vì đây là phân phối liên tục tuyệt đối. Đó, thì bây giờ mình sẽ vận dụng cái công thức để mình tính nè. Ví dụ như mình đang tính biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn 0,1 phải không? Phân phối chuẩn 0,1 tức là phân phối chuẩn tắc á. Chỗ này mình đang tính cho Z là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc nè. Thì cái này mình tính bằng cách tra bảng nha. Tính bằng cách tra bảng, ví dụ như là mình đang tính là xác suất Z nhận giá trị lớn hơn 1 nhỏ hơn 2. Z nhận giá trị lớn 1 nhỏ hơn 2 ha. Thì nó sẽ bằng phi 2 trừ phi 1. Phi 2 trừ phi 1. Bây giờ mình tra cái bảng ha. Mình tra cái phi 2 nè. Tra cái phi 2. Phi 2 là ở đâu? Em coi cái dòng mà nó có cái số 2. Ha, cái dòng có số 2 là chỗ này. À, 2,0. Và cái cột có số 0 luôn. Cột số 0 luôn là cái cột đầu tiên luôn. Vậy thì phi 2 nó sẽ bằng là 0,9772. Thấy không? Phi 2 nó bằng là 0,9772. 0,9772 nè. Và phi 1. Phi 1 thì em sẽ tra chỗ cái dòng có số 1 là nó 0,8413. Vậy thì mình sẽ có là 0,9772 trừ 0,8413, lấy máy tính bấm. À. Chín chín bảy bảy hai trừ 0,8413 là 0,1359, hiểu chưa? Đấy. Còn ví dụ như mình cái này là mình tra bảng xong rồi mình bấm máy đúng không? Còn ví dụ như mình bấm máy luôn, mình bấm máy luôn thì sao? Thì đây chọn số 4, số 1 lấy số 2 xong đó là trừ cho tiếp tập option mũi tên xuống số 4 số 1 trừ cho số 1 phi 1 phi 2 trừ phi 1 phải không, bấm dấu bằng ra ra kết quả luôn, đúng chưa? Đấy, cái này ta yêu cầu bằng cách tra bảng ha, mình thì mình tra bảng. Đấy, bây giờ giờ chỗ này bây giờ mình tính xác suất Z lớn hơn 1,5 nha. 1,65. Xác suất Z lớn hơn 1,65. Rồi viết của mình rồi. Đây. Thì mình sẽ lấy 1 trừ phi của 1,65 phải không? Bây giờ tra bảng nha. Phi 1,65 mình tra ở đâu? 1,6 mình tra chỗ cái dòng nó có số 1,6 này. Thấy không? Đó, và kéo qua coi cái cột nào có số 5. Số 5 đây nè. Số 5 này mình kéo xuống. Là cái chỗ này á. Chỗ này nó thiếu số 0 với dấu phẩy rồi. Thì mình ghi kết quả là 0,9505. Đấy. Vậy là phi của 1,65 là 0,9505 các em. Và sau đó mình sẽ lấy 1 trừ ra. Thì nó ra kết quả là 0,0495. Đấy, 0,0495. Đấy, nhưng mà bây giờ nếu mà mình bấm máy tính thì sao? Đấy, mình bấm máy tính. Bấm máy tính thì mình sẽ được là 1 trừ cho gì đây?
Tại vì máy tính thầy đang ở chế độ menu 6 em là tính thống kê một biến đó. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bấm 1,65 vô nè. Thấy không? Ra đúng kết quả nè. Rồi tính xác suất để mà chỉ tuyệt đối của sếp nhỏ 1,96 thì mình áp dụng công thức này ha. Thức này. Đấy, tương tự như vậy thì các em có thể thử lại bằng cách là tính toán lại cái xác suất này. Thế bây giờ mình sẽ sang cái ví dụ số 2. Đọc cho thầy ví dụ số 2. Bây giờ thầy nói nhiều quá thì hơi khan tiếng. Bạn này tên gì? Kim Quyên phải không ạ? À, tên gì em? Tên Quyên à. Quyên 21 MK2 có mặt không em? Rồi thôi kêu không ơ hở gì hết, buồn quá nhả chút Dạ. đọc cho thầy cái đề đi em. Trời, mỗi lần kêu thì đọc hỗ trợ thì cái đề khang tiếng Cho một trong một cộng đồng dân cư, chiều cao của một người đàn ông trưởng thành là biến ngẫu nhiên x, có phân phối chuẩn với trung bình là 170 cm và độ lệch chuẩn là 5 cm. Tính xác suất để một người đàn ông bất kỳ trong cộng đồng đó có chiều cao trên 175 cm, chiều cao dưới 160 cm, chiều cao từ 160 cm đến 180 cm. Bà thầy cảm ơn. Đó. Thì bây giờ ở đây là mình tính xác cái anh này là mình gặp ngẫu nhiên ha, trong cộng đồng này mình gặp ngẫu nhiên nè. Đó. Thì cái chiều cao của anh ta là biến ngẫu nhiên x, có phân phối chuẩn. Ở đây cái mi của nó là 170 em, này là mi nè. Còn cái sigma nó bằng 5 ha, sigma bằng 5. Đó. Thì bây giờ mình tính xác suất là x nhận giá trị lớn hơn 175. X nhận giá trị lớn hơn 175. Thì nó sẽ bằng 1 trừ phi của 175 trừ mi á, mi là chia sigma này. Thì em thấy 175 này trừ 170 thì ra 5, mà 5 chia 5 bằng 1, vậy thì cái này 1 trừ phi 1. Và nếu mình tra bảng thì cái này nó ra là 1 trừ cho 0,8413. Để ra này. Đấy. Như vậy thì khi mà em gặp một người ở trong cái cộng đồng này thì cái xác suất em biết là cái xác suất anh ta lớn hơn 175 cm là bằng 0,15 0,16 khoảng 16%. Nào, bây giờ bạn nào có hỏi gì à? Nguyễn Nguyễn Nhật Tăng. Nguyễn Nhật Tăng là nói gì em? Hả? Nhật Tăng mày xe cái bản hả? Mày xe cái bản gì cho thầy vậy? Đấy coi. Không thấy. Chắc nó bấm lộn cái gì. Rồi bây giờ tiếp à. Tiếp theo nha. Rồi. Tương tự như vậy thì xác suất là để người đàn ông bất kỳ trong cộng đồng có chiều cao dưới 1m6. Thì là mình tính xác suất là x nhỏ hơn 1m6 này, 160 cm phải không? Thì bằng phi của 160 trừ cái này nó ra phi 2, phi của trừ 2 luôn em. Phi của trừ 2 nếu mình áp dụng công thức mình tra bảng á, thì mình sẽ đổi thành 1 trừ phi 2 ha. Mình tra bảng ra. Còn nếu mà mình bấm máy tính á, nếu mà mình bấm máy tính thì em lưu ý bấm máy tính thì em chỉ cần là bấm phi của trừ 2 vô luôn. Bấm phi của trừ 2 vô luôn thì máy tính là bấm phi của trừ 2 vô luôn ha. Ra này. Đó. Còn ví dụ như cái chỗ câu C này tính xác suất là cái người này có chiều cao. Chiều cao đâu rồi, chỗ này chiều cao thì thiếu chữ cờ rồi.
Rồi tính xác suất người này có chiều cao từ 1m6 đến 1m8. Tức là mình tính xác suất ít lớn hơn 160, nhỏ hơn 180 các em. Đó, mình lấy phi của thằng nào này trừ phi này. Đó, mình tính hạo hạo thử, này là phi của 2 trừ phi của trừ 2 nè. Đó. Đấy, thì em thấy là khoảng 95% là cái những người là nó sẽ có chiều cao từ 1m6 đến 1m8. Không. Đấy, thì qua cái ví dụ số 2 này em thấy cái ứng dụng của phân phối chuẩn trong thực tế nha. Thì thường đó là trong thực tế đó là những cái biến ngẫu nhiên chỉ chiều cao hay là cân nặng gì đó thường là nó rơi vào phân phối chuẩn nha. Nhưng mà quan trọng là mình có xác định được cái số mi và cái sigma đó không, thấy không? Đấy. Em phải xác định được cái mi với sigma đó thì em sẽ tính được cái xác suất. Thấy không? Thì ở đây mình có một cái quy tắc gọi là quy tắc 3 sigma nè các em. 3 sigma thấy không? Bây giờ là em xét cái biến ngẫu nhiên x mà nó có phân phối chuẩn mi sigma bình ha. Thì cái sigma này thì nhắc lại cái sigma này nó gọi là độ lệch chuẩn nha. Nên sigma được gọi là độ lệch chuẩn. À, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên đó là nó căn bậc hai cái phương sai đúng không? Đó. Thì bây giờ là mình đang tính là xác suất là để cái giá trị của x nó lệch khỏi kỳ vọng của nó không quá alpha lần sigma. Thấy không? Cái này mình đọc là gì đây? Xác suất x nhận giá trị trên lệch so với giá trị kỳ vọng không quá alpha lần sigma. Đó. Thì cái xác suất này nếu mà mình cái biến cố này thì nó tương đương với biến cố là giá trị tuyệt đối của x trừ mi chia sigma nhỏ hơn alpha đúng không? Nhưng mà cái biến này đó là biến ngẫu nhiên chuẩn chuẩn hóa của x. À, tức là lúc nãy mình đặt nguyên cái này thành z nè. Thấy không? Vậy thì nó trở thành là xác suất để trị tuyệt đối của z nhỏ hơn alpha. À, mà xác suất để trị đối z nhỏ hơn alpha lúc nãy mình xây dựng công thức là bằng 2 lần phi alpha trừ 1 đúng chưa? 2 lần phi alpha trừ 1 và mình thế vô. Bây giờ mình cho alpha bằng 1 thì nó ra được số này. Bây giờ cho alpha bằng 2 thì nó ra được số này. Và cho alpha bằng 3 thì nó ra được số này. Cái này là chất lượng vàng 24. 0,9973 nha. Tức là nó tóm lại là xác suất để x nó nhận giá trị mà lệch khỏi giá trị kỳ vọng không quá 3 lần sigma nó sẽ gần bằng 1. Cái này gần bằng 1 ha. Có nghĩa là gì? Xác suất để mà x nó lệch khỏi cái giá trị kỳ vọng của nó không quá 3 lần sigma hầu như gần bằng 1. Cái quy tắc đó gọi là quy tắc 3 sigma. Thấy không? Có nghĩa là x nó nhận giá trị trong khoảng mi trừ 3 sigma đến mi cộng 3 sigma gần bằng 1. Thấy không? Cái xác suất nó thật gần gần bằng 1. Thì chẳng hạn như mình nói là cái thời gian sản xuất một sản phẩm bất kỳ nó là 10 phút, trung bình nó là 10 phút không? Một sản phẩm mình sản xuất ra trung bình là 10 phút và cái độ lệch chuẩn của nó là 1 phút. Thấy không? Độ lệch chuẩn 1 phút có nghĩa là gì? Có khi là nó ra 9 phút, có khi nó ra 11 phút không? Lệch khỏi giá trị kỳ vọng. Cái tức là cái độ lệch chuẩn của nó là 1 hoặc là phương sai đó là 1. Đấy. Như vậy thì theo quy tắc 3 sigma thì mình sẽ thấy là thời gian cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm tất yếu từ 7 phút đến 13 phút. Tức là sao? Mình có 10 nè, 10 trừ cho 3 lần sigma là bằng 7. Mà 10 mà cộng cho 3 sigma là bằng 13. Phải không? Như vậy thì ở đây mình sẽ có là gì đây? Từ 7 đến 13, từ 7 phút đến 13 phút là chắc chắn là phải ra được một sản phẩm. Đấy, thì đó là quy tắc 3 sigma. Bây giờ thầy nói về cái giá trị tới hạn hay là phân vị. Giá trị tới hạn hay phân vị. Thì bây giờ đó là mình có cái biến ngẫu nhiên mà nó có phân phối chuẩn 0,1. Thấy không? Biến ngẫu nhiên mà có phân phối chuẩn 0,1 phải không? Thì em lưu ý ở chỗ này là của phân phối chuẩn tắc ha, phân phối chuẩn tắc. Tức là z này là nó có phân phối chuẩn tắc nè. 0,1. Thì bây giờ đó là mình xác suất mà z mà lớn hơn cái z alpha này. Z alpha là một số thực. Phải không? Mà để sao cho xác suất này nó bằng alpha.
thì cái số z alpha này đó là mình gọi là cái giá trị tới hạn mức alpha. À, có nghĩa là nếu như cái vùng màu vàng này nè, cái vùng màu vàng ở trong cái hình có thể là bằng alpha, thì cái mốc mà để chia cái mốc mà để chia cái vùng màu vàng này với vùng màu trắng này nó gọi là gì? Z alpha. À, nó gọi là giá trị tới hạn mức alpha. Đấy, như vậy thì cũng có nghĩa là cái vùng màu trắng này nó sẽ bằng 1 trừ alpha. Có nghĩa là cái vùng màu trắng này nó sẽ bằng 1 trừ alpha. À. Đó. Vậy thì cái z alpha nó chính là cái dùng cái móc mà nó chia cái vùng màu vàng với vùng màu trắng. Mà cái vùng màu trắng nó sẽ bằng 1 trừ alpha. Như vậy thì cái vùng màu vàng nó sẽ là alpha. Đấy không? Đấy. Mà thường thì trong trong cái tài liệu của mình đó thì cái 1 trừ alpha là mình sẽ ký hiệu thành cái chữ này mình đọc là gamma. Gamma như thế này. Đấy, mình cứ đọc là chỗ này là gamma. Đấy không? Như vậy thì cái điểm mốc này là cái điểm mốc này thì nó gọi là giá trị tới hạn mức alpha, thì nó cũng gọi là cái giá trị bách phân vị mức 1 trừ alpha, hay là gọi là bách phân vị mức gamma. Thấy không? Cái chỗ này nó cũng gọi là phân vị. Thấy không? Như vậy thì cái phân vị mức cái phân vị ở mức 1 trừ alpha cũng chính là gì? Chính là cái giá trị tới hạn mức alpha. Không? Thì em lưu ý chỗ này cho thầy. Hai cái định nghĩa là như nhau thôi. Tại một cái thì mình nhìn nhìn cái vùng màu trắng mình nói. Còn một cái thì mình nhìn cái vùng màu vàng mình nói. Thì đó. Thì cái bảng số 3 của mình nó chính là cái bảng phân vị đó, phân vị. Thấy không? Ví dụ như người ta cho alpha nè, ví dụ ha. Ví dụ cho alpha bằng 0,05, tức là 5%. Bây giờ yêu cầu là tìm z alpha. Tìm z alpha ha. Thì em muốn tìm z alpha bằng cái bảng số 3 này, các em lấy 1 trừ alpha. Tức là 1 trừ cho 0,05 là bằng 0,95 phải không? Rồi em dò ở trong cái bảng này, dò trong cái bảng thì cái chỗ nào có phi z. Phi z bằng 0,95 đây. Thì em nhìn qua cái z này là 1,6449. Thấy không? Vậy thì em sẽ được là cái z alpha bằng 1,6449. Đó. Thì ví dụ như bây giờ mình đổi thành số khác, thấy không? Đổi thành số khác, bây giờ mình sẽ cho là alpha bằng cũng 5% luôn. Tức là 5%. Bây giờ kêu tìm z alpha chia 2. Thấy không? Muốn tìm z alpha chia 2 thì em phải lấy 1 trừ z alpha chia 2 để có 1 trừ z alpha chia 2 nè. Em xin lỗi, 1 trừ alpha chia 2 nè. À, thì alpha của mình là 0,05 đúng không? Chia 2 thì nó ra là nhiêu? 1 trừ 0,025. Thì cái này nó ra là 0,975. Thấy không? Vậy em nhìn lên cái chỗ bảng chỗ nào có 0,975 đâu. Đây là 0,975. Thì cái số tương ứng của nó là 1,96. Vậy thì mình sẽ suy ra được là gì đây? Z alpha chia 2 bằng 1,96. Thì đã hướng dẫn em cách tra bảng số 3 đây để tìm z alpha với là z 1 trừ alpha ha. Đấy. Thì đối với cái phân phối chuẩn thì mình cũng có công thức tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn nha. Tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn ở đây, cái công thức của mình nè. Tức là x nó cũng có phân phối nhị thức nhưng mà n này cũng khá lớn và b này nó không quá gần 0 và 1. Thì lúc nãy mình có công thức tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối xong đúng không? Là b này nó quá gần không đi. Nếu mà b này quá gần không đi thì mình tính bằng phân phối Poisson. Nhưng mà nếu mà nó không quá gần không và 1. Tức là cụ thể là n lớn vẫn lớn hơn 30. Nhưng mà nb là lớn hơn 5 phải không? N nhân 1 trừ b cũng lớn hơn 5. Thì khi đó mình sẽ có công thức như sau. Tức là xác suất x bằng k thì lúc nãy đó là mình tính theo phân phối nhị thức thì nó sẽ bằng là ckn đúng không? Rồi nhân cho b mũ k
rồi nhân cho 1 trừ b tất cả mũ n trừ k. Đấy, công thức gần tính đúng đó nè. Nhưng mà nếu mà mình tính gần đúng đó thì chỗ này nó sẽ là 1 chia cho căn nbk. Rồi nhân thêm phi của này, phi là cái hàm này ở bảng số hàm cao ở bảng 1 không? Bảng 1. Đấy. Thì em sẽ tính thêm cái này nữa thì nó sẽ ra xác suất x bằng k. Và tương tự như vậy thì công thức xấp xỉ Laplace á, tức là mình tính được cái xác suất để mà x nó nhận giá trị từ k1 đến k2 thì công thức tính đúng của mình nó sẽ là tổng của gì? CKX CKN chứ. Rồi nhân cho b mũ k nhân cho 1 trừ b mũ n trừ k, và k ở đây nó chạy từ k1 đến là k2. Đấy. Thì cái này là công thức tính đúng rồi. Đấy. Còn công thức tính gần đúng là mình sẽ dùng phi của K2 trừ NB chia căn bậc 2 NBQ và trừ cho phi của K1 trừ NB căn bậc 2 của NBQ. Ở đây phi này, cái này mình kèm ở chỗ cái bảng số 2. Phi lớn, còn phi nhỏ là bảng số 1. Đấy, thì bây giờ mình có cái công thức tính gần đúng nè. Một bệnh có xác suất chữa khỏi là 0,2. Xác suất chữa khỏi 0,2 và có 100 người đang chữa bệnh đó. Tính xác suất có đúng 21 người chữa khỏi bệnh. Và B là có 15 đến 25 người chữa khỏi bệnh. Thấy không? Thì bây giờ mình có công thức tính đúng nè. Thì ít của mình đó là phân phối dị thức đó em, phân phối dị thức. Với tham số NB n bằng 100 và B bằng 0,2. Đúng chưa? Đấy, thì công thức tính đúng nè. Thì mình sẽ có là C21% nhân cho 0,2 mũ 21. Này mình bấm máy tính ra thì nó ra là 0,0946. Còn cái xác suất ít nhận giá trị từ 15 đến 25 thì nó ra bằng số này. Đó. Bây giờ mình tính bằng công thức tính gần đúng không? Tính gần đúng thì ở đây mình phải tính là 1 chia căn bậc 2 của NBQ rồi phi của số này. Thấy không? Đấy. Thì cái số này thì nó ra là 0,16 phải không? Nhân cho 100 là bằng 16. 16 là 1 phần 16, 1 phần 4. Căn 16 là 4, 1 phần 4. Rồi phi của 1,14 tức là phi của 1 phần 4 ở trong đây 1 phần 4 luôn. Tức là phi của 0,25 phải không? Phi 0,25 thì mình đảo là cái bảng số 1 nè. Bảng số 1. Phi của này là phi của 0,25. Đó, mình coi cái bảng số 1 là 0,25 nằm đâu. 0,25 nằm đây. Đấy. 0,25 phi của nó là bằng 0,3867. 0,3867. Thấy không? Và mình nhân cho 0,25 nữa thì ra 0,0967. Cái này là tính gần đúng rồi. Tính gần đúng là này, còn tính đúng là này. 0,0946. 46 với 67 nó trên lệch cũng không nhiều lắm. Và tương tự như vậy thì mình công thức tính đúng trong trường hợp là x lớn hơn 15 nhỏ hơn 25. Thì mình cứ lấy phi của 25 trừ 20 chia 4. Rồi trừ cho phi của 15 trừ 20 chia 4, tức là nó bằng 2 lần phi của cái thằng này trừ 1. Thì nó ra kết quả là 0,7888. Trong khi công thức tính đúng của mình là 0,8321. Thì nó trên lệch khá nhiều các em, trên lệch khá nhiều. Nha. Cho nên là cái công thức này tính mà muốn gần đúng mà chính xác á, thì N này phải khá lớn hơn chút nữa. N này phải khá lớn chút nữa. Nha. Thì một số luật phân phối khác thì phân phối chi bình phương. Phân phối chi bình phương khi bình phương thì cái này đó là chúng ta tham khảo trong tài liệu, tham khảo trong tài liệu. Thì cái công thức là thầy đưa ra như thế này thôi, nhưng mà chúng ta cứ dẫn tham khảo trong tài liệu thì nó chính xác hơn. Thì đối với những cái luật phân phối này thì em nhớ cho thầy cái định nghĩa giá trị tới hạn mức alpha. Tức là cái này là cái hàm mật độ của phân phối chi bình phương nè. Thấy không? Nó có một cái điểm điểm chỗ này, nó chia cái miền này ra làm hai phần. Thì cái phần màu vàng á nó bằng alpha. Phần này nó bằng alpha.
Vậy thì cái điểm mà nó chia phần màu vàng và màu trắng thì cái điểm này nó gọi là giá trị đó hạn mức alpha. Đấy. Thì nó là phân phối chi bình phương. Ngoài ra thì nó còn có cái luật phân phối khác, chẳng hạn như là phân phối chuẩn nè. Thấy không? Thì ở chỗ này xin lỗi, phân phối chuẩn này có rồi. Thì nó còn có phân phối ở trong đây, nó còn nhiều luật phân phối nữa, chẳng hạn như đây là phân phối chi bình phương nè. Phân phối chi bình phương nè. Rồi phân phối Student nè. Phân phối Student còn gọi là phân phối T hay là T distribution á. Thì ở đối với phần này thì nó cách định nghĩa giá trị tới hạn đó, em coi phân xem thêm gì này. Ngoài ra nó còn nhiều phân phối khác nữa, thấy không? Ở đây là bài tập chương 3 rồi. Như vậy thì hôm nay là thầy đã cung cấp cho em cái phần là một số phân phối xác suất thông dụng. Thì em nhớ cho thầy là ba bốn cái luật phân phối, đó là phân phối nhị thức, thấy không? Rồi phân phối siêu bội hay còn gọi là siêu hình học đó. Rồi phân phối Poisson. Rồi cái phân phối cái này có chữ Y nha, phân phối Poisson. Rồi phân phối chuẩn. Bốn cái luật phân phối này ha, và những cái vấn đề liên quan, và chuẩn bị là trong tuần này thì mình làm cái bài trắc nghiệm thứ tư ha, về mấy cái luật phân phối này. Rồi các em có trao đổi gì thêm không ạ? Thầy ơi. Ơi. Dạ em là Trương Kim Tuyến á thầy, cái bài kiểm tra lần 3 em có thể làm thêm một lần nữa không thầy? Em còn hạn làm không? Còn hãy làm không? Dạ, em làm hết 2 lần rồi mà điểm nhỏ quá, em muốn làm lại lần cuối cùng. Nhưng mà còn thời gian không? Còn thời hạn không? Dạ còn, em thấy bữa nay 23 giờ hôm nay mới hết hạn. Vậy hả? Ngày mai rồi thầy ơi. Vậy hả? Như vậy thì đứa nào làm nhỏ thì nói thầy thì mở ra cho thêm lần nữa. Dạ. Ừ. Em Trương Kim Tuyến nha thầy. Ừ. Nhớ coi bài kỹ lưỡng hay làm để thôi điểm thấp. Có nhiều bạn chưa làm nè, thấy không? Có dấu gạch gạch này là chưa làm nè. Chưa làm mà nó cũng chưa có hiện cái màu hồng lên nữa, có nghĩa là chưa tới hết hạn. Chưa hết hạn, rồi cố gắng mình nghiên cứu lại cái phần biến ngẫu nhiên làm nha các em. Thầy ơi, thầy có thể mở lại cho cảm nhận luôn, thầy cảm nhận muốn làm lại. Cảm nhận luôn hả? Dạ. Đầu tiên là bạn Kim Tiến phải không? Trương Kim Tiến, 6 dạ. Điểm rồi còn chơi nhỏ quay. 6 điểm nè. Thầy cho em hỏi là bao nhiêu là mình tính nhỏ vậy thầy? Thì theo em học giỏi thì 6 điểm em tính nhỏ là đúng rồi. Còn nếu mà em học khá khá thì em học hơi yếu một chút thì cho phép bạn làm thêm lần nữa đi. Thì 6 điểm là tính lớn rồi. Rồi cho bạn làm thêm lần nữa đó. Rồi tới bạn nào đó. Cẩm Dừng hả? Vâng. Dạ theo cho em hỏi là lỡ mà lần 3 này mà điểm nó nhỏ hơn lần trước rồi lấy lần nào thầy? Lấy điểm lớn nhất em. Đấy là làm bao nhiêu lần cũng lấy điểm lớn nhất hết, thấy không? Mấy cái em đòi làm lần nữa thì thầy cho làm thôi. Đây là cho làm thêm lần nữa nè. Cảm nhận xong rồi đó. Còn bạn nào nữa không ạ? Mỹ Tiên đi thầy. Mỹ Tiên, lớp mình có nhiều Mỹ Tiên không? Dạ hình như có một thầy. Chàng Mỹ Tiên hay em? Thấy không ạ? Dạ. Thì chủ yếu mình làm đặng mình học luôn á em, thấy không? Cho nên nếu mà còn thời hạn thì thầy sẽ cho các em làm thêm. Không có vấn đề gì cả.
mình làm đó mình học luôn mà. Rồi đó em. Bích Lâm thầy ơi. Thu Quyền đó thầy ơi. Đáng tài đó thầy đây. Bích Trâm, anh từ từ em, Đặng Bích Trâm em. Dạ. Trời ơi, nó 8 điểm mà nó còn chơi nhỏ vậy, cái này nó học giỏi nè. Sao mình cứ thử hết cách đi. Chừng nào rồi bên trong rồi tới bạn nào Dương Thị Thu Huyền. Thu Huyền, Dương Thị Thu Huyền, em sai có câu là biến ngẫu nhiên rồi tìm giác xác định miền giá trị của biến ngẫu nhiên. Thấy không, coi kỹ lên phần đó. Rồi, còn một lần thử. Rồi. Rồi lúc nãy có thầy nghe tên bạn nam nào đó nói Tấn Tài thầy. Tấn Tài ha. Dạ. Phạm Tấn Tài ha. Chào em. Dạ em cảm ơn. Thầy ơi, khi nào có bài kiểm tra tổng hợp với thầy? Bài tổng hợp hả? Thì học phần hết phần xác suất này đó thì sẽ cho một bài tổng hợp ha. Bài tổng hợp thì nó cũng giống như bài này thôi, nhưng mà nó nhiều câu hỏi hơn thôi. Nó 20 câu, thời gian nó lâu hơn. Nhưng mà nó chủ yếu là bài tập, không có câu lý thuyết. Yeah. Rồi còn ai hỏi gì nữa không ạ? Dạ không. Nếu vậy thì mình tạm dừng buổi học ở đây nghe các em. Dạ, bye bye thầy. Rồi chào các em. Dạ, chào thầy. Chào thầy.